lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 521, chặn lại cửa hang. Tần Nhã Hân không dám nhúc nhích chút nào, cô ta có thể cảm nhận được chỉ cần động đậy một chút thôi thì sẽ giống như đi tiểu mất kiểm soát, nước bên dưới người sẽ cứ luôn chảy ra ngoài vậy. Cô liếc mắt nhìn xuống giữa hai chân, quần lót đều bị ướt cả rồi. Tô Yên, khi nào thì có thể sinh đứa bé? Có phải thật sự sẽ chết không? Tao không muốn chết, đều là do thứ nghiệt chủng này hại, tao không muốn sinh nữa. Tôi làm sao biết lúc nào thì có thể sinh đứa bé được chứ? Tô Yên nói, tốt nhất là miệng cô nên tích nước một chút, trẻ nhỏ có linh tính, nếu nó biết cô ghét bỏ nó như vậy thì sẽ không muốn ra ngoài nữa, tới lúc đó cô càng bị dày vò thêm thôi. Tô Yên chậm rãi di chuyển cơ thể ngồi dựa vào tảng đá, cô chỉ là có kinh nghiệm sinh con chứ không phải là bác sĩ phụ sản, thật sự không biết khi nào thì có thể sinh con được. Mặt đất bên trong hang động vốn ẩm ướt, nhiệt độ lại rất thấp, đống lửa bên cạnh cũng sắp cháy hết rồi. Nếu như không còn lửa nữa, Tần Nhã Hân sẽ càng thêm nguy hiểm. Có câu phụ nữ sinh con chính là thời khắc thập tử nhất sinh, câu này quả thật không sai. Tần Nhã Hân sờ tay lên bụng, miệng ân hân nói, vốn dĩ là nghiệt chủng, nếu như sinh ra một thai chết vậy mới càng tốt, thứ nghiệt chủng này vốn không xứng chui ra từ trong bụng tao chỉ có thể sinh ra đứa con của tôi và anh Cận Phong mà thôi. Tô Yên, cô có thể nào đừng nói mấy lời buồn nôn đó đi được không? Chồng tôi tình nguyện tuyệt không đẻ nữa rồi, e là cũng không muốn con của anh ấy chui ra từ trong bụng cô đâu, vậy chẳng phải là tạo nghiệp à? Kỳ thật Tô Yên bó tay rồi, có thể nào giữ sĩ diện một chút được không? Con đàn bà khốn kiếp nhà mày, nếu không phải là mày tự dưng xen chân vào thì tao đã gả cho anh Cận Phong từ lâu rồi, nói không chừng bọn tao đã có một đàn con, sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi. Tần Nhã Hân trừng mắt nhìn Tô Yên, trong mắt ngập tràn một vẻ ác độc, tao yêu anh ấy suốt 10 năm, mày là cái thá gì chứ? Con đàn bà khốn kiếp, là mày phá hủy hạnh phúc của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tôi thấy chứng bệnh hoang tưởng của cô đúng thật là nặng lắm rồi đó, Tần Nhã Hân, tôi cảnh cáo cô còn mắng tôi nữa thì cứ ở yên đây chờ chết đi. Tô Yên không phải người rộng lượng mà cứ để mặc Tần Nhã Hân hễ mở miệng ra là mắng con bà khốn kiếp này, con đàn bà khốn kiếp nọ. Mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời còn chưa nói hết, Tần Nhã Hân lại cảm nhận được bụng dưới của mình quặn lên một trận, là có thắt tử cung. Chuyện này có nghĩa là đã tới lúc phải sinh rồi. Tần Nhã Hân đau đến siết chặt tay, từng cơn đau đớn khiến tính tình cô ta càng thêm nóng nảy, cho dù là cô ta mắng chửi gì đó thì Tô Yên vẫn bình chân như vậy, nhắm mắt định thần. Tần Nhã Hân mắng không chán miệng. Cộng thêm cơn đau đớn tột cùng lại cố gắng răng nhẫn nhịn qua đi, lại hỏi tới, Tô Yên, còn bao lâu nữa tao mới có thể sinh được? Cô ta cảm thấy quá mức khó chịu rồi, một ngày như dài bằng một năm vậy. Tô Yên không nói lời nào. Tần Nhã Hân ưỡn cái bụng lớn cứ uốn éo trên đất, hô hấp có chút ngắt quãng. Tô Yên, mày nói một câu đi, tao không mắng mày nữa, mày nói chuyện với tao đi, tao sợ. Tô Yên vẫn là không để ý tới. Cảm nhận được cơ thể của mình cũng bắt đầu không thoải mái rồi. Thời gian tiêm liều thuốc thứ hai đã qua rồi nhưng cô vẫn chưa tiêm, vì thế cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, lồng ngực cũng thấy khó chịu đến lạ. Tô Yên, Tô Yên, Tần Nhã Hân đau đến thở hơi lên từng đợt, càng đau đớn cô ta lại càng cảm thấy sợ, Tô Yên, mày nhanh cứu tao với, đau quá. Tô Yên bị làm phiền đến đinh tai nhức óc, cô mở mắt ra lạnh lùng nói, đau thì chịu đi. Trước đó thoải mái sao lại không nghĩ sẽ có hôm nay. Tần Nhã Hân oán hận đến mức không còn gì để nói. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, Tô Yên, mày không thể thấy chết mà không cứu. Nếu như tao chết thì mày chính là hung thủ giết người. Tô Yên giận đến bật cười, vậy thì càng tốt, tôi càng có thể báo thù thay cho mẹ chồng của tôi. Mày, á, đau quá, tao không sinh nữa. Tần Nhã Hân đau đến cả vầng trán đều toát mồ hôi. Cô ta dùng sức dịch chuyển về phía của Tô Yên, mày mau đỡ đẻ giúp tao đi, tao thấy tao sắp chết đến nơi rồi. Nếu cô muốn giữ mạng thì nằm im đừng có nhúc nhích nữa. Bản thân Tô Yên cũng bị trói, đỡ đẻ như thế nào được. Thời gian trôi qua một lúc lâu, Tô Yên cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng Tần Nhã Hân sẽ thiếu dưỡng khí xảy ra chuyện không may, dù Tần Nhã Hân tội ác tày trời nhưng đứa bé kia là vô tội. Tần Nhã Hân. Hiện tại thì khoảng bao lâu cô mới thấy quặn đau một lần? Tao cảm thấy từng giây từng phút đều rất đau. Tần Nhã Hân cắn răng, tay siết chặt, thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi. Tô Yên nghiêm túc nói, Tần Nhã Hân,
tôi không có nói đùa, nếu cô không muốn mình và đứa bé xảy ra chuyện không may thì cẩn thận tính toán lại khoảng thời gian cơn đau quặn lên một lần đi. Đau như vậy, lại không có đồng hồ thì làm sao tao biết bao lâu mới đau một lần chứ? Tô Yên tức giận mắng, não cô bị hư rồi chắc. Không đếm được sao? Tô Yên, mày dám mắng tao hả? Tần Nhã Hân nghe Tô Yên mắng mình lại kích động lên, con đàn bà đê tiện nhà mày. Tô Yên trừng mắt lên, Tần Nhã Hân sợ đến câm như hến. Trong hang động chỉ có hai người bọn họ, nếu như Tô Yên mặc kệ cô ta thì cô ta sẽ thật sự phải chờ chết. Bị nhốt nơi rừng núi hoang vu, cho dù không có củi đốt nhưng cô ta không thể chết được. Chỉ cần không chết thì chuyện gì cũng sẽ có cách. Tần Nhã Hân hít một hơi thật sâu, trong lòng bắt đầu nhẩm tính thời gian, đại khái là cứ 7, 8 phút sẽ quặn đau một lần. Vậy vẫn còn sớm, trước hết cứ cố chịu. Tô Yên, có phải mày chơi khăm tao không? Tao đã đau đến mức này rồi mà còn phải chờ nữa sao? Chờ bao lâu nữa, mày là không thấy tao chết thì không chịu được đúng không? Tô Yên nhàn nhạt nói, cô đã không tin thì đừng hỏi ý tôi nữa, cô tưởng tôi muốn nói chuyện với cô lắm chắc. Tần Nhã Hân lại bị chọc tức. Thời gian cứ trôi qua từng phút như vậy, Tần Nhã Hân vẫn đang rất đau đớn, đứa bé vẫn chưa có sinh ra được nên ngoại trừ đau đớn ra, cô ta không còn cảm giác được điều gì nữa. Đống lửa trên đất đã tắt. Cả hang động trở nên tối tăm, nhưng quen được với bóng tối cũng có thể nhìn sơ được tình hình trong hang động. Tần Nhã Hân đã đau đến sắp cạn hết sức lực rồi, Tô Yên, rốt cuộc là tên khốn nào đã bắt tụi mình tới đây, nếu để tao biết là ai, tao sẽ lột ra nó. Tô Yên cũng rất tò mò, đã bắt hai người bọn họ tới đây nhưng vẫn không có xuất hiện, rốt cuộc là có mục đích gì. Trực giác nói cho cô biết người kia nhất định đang ở rất gần đây. Đã qua lâu như vậy rồi. Lẽ nào là muốn để cho hai người họ tự sinh tự diệt? Không có nước, không có thức ăn, bọn họ thật sự sẽ không trụ được bao lâu nữa. Tô Yên càng lúc càng thấy đầu óc mình mơ hồ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, nếu để cho Tần Nhã Hân phát hiện thì cô sẽ nguy hiểm. Dưới tình huống như này, cô không thể ngất đi được. Mỗi lần Tô Yên cảm thấy mình sắp không trụ được đều thầm véo mình một cái, lợi dụng sự đau đớn đó mà kéo bản thân mình phải tỉnh táo. Không biết đã qua bao lâu, phía cửa hang động có ánh sáng chiếu vào. Trời đã bắt đầu sáng, Tần Nhã Hân vẫn chưa sinh được, cảm giác đau đớn cũng không có tăng lên. Xem ra, nói không chừng là tử cung vẫn chưa mở miệng. Nếu như là đang ở bệnh viện thì đã được tiêm thuốc trợ sản lâu rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân Tần Nhã Hân tự gồng chịu đựng mà thôi. Tô Yên, tao đói quá, tao sắp hết sức rồi. Giọng của Tần Nhã Hân đã yếu ớt đi trông thấy. Không còn cao độ như trước nữa. Cơn đau đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cô ta. Tô Yên nhìn ra phía ngoài cửa hang, tầm mắt dần trở nên mơ màng. Lúc này, bỗng có bóng người xuất hiện bên ngoài cửa hang. Ai ở bên ngoài? Tô Yên tỉnh cả người, mày vẫn luôn trốn ở bên ngoài đúng không? Rốt cuộc mày là ai? Cô có thể cảm giác được người kia vẫn đang ở bên ngoài, chưa từng rời đi. Rốt cuộc mày bắt tụi tao tới đây làm gì? Có ý đồ gì? Tần Nhã Hân cũng nhìn về phía cửa hang, chửi ầm lên, có ngon thì ra ngoài đi, cứ trốn ở đó như con rùa rụt cổ thì có gì hay ho. Cho dù Tô Yên và Tần Nhã Hân nói cái gì, người ở bên ngoài cửa hang vẫn thờ ơ không có cử động. Một lúc sau, người kia cũng cử động, rời tảng đá qua cố gắng chặn cửa hang lại. Trong lòng Tô Yên cảm thấy hoang mang, một khi cửa hang bị chặn lại thì chẳng phải bọn họ phải chờ chết ở đây hay sao? Chương 522, phóng hỏa, tự giải cứu. Tần Nhã Hân cuống lên, Tô Yên, kẻ đó đang làm gì vậy? Gã muốn chôn sống chúng ta ở trong hang động này ư? Cô nói không sai, người kia quả thật muốn để chúng ta chết ở chỗ này. Trong lòng Tô Yên cũng cuống lên. Cô không muốn chết, cô còn bốn đứa con thân yêu, còn người chồng thân thương, cô không nỡ chết như vậy. Một khi cửa hang bị chặn kín thì bọn họ có kêu trời trời cũng không đáp. Gọi đất đất cũng chẳng nghe. Tô Yên bắt đầu nghĩ cách, tay chân bị trói nên muốn ra ngoài rất khó khăn. Ánh mắt cô rời sang phía Tần Nhã Hân, nhanh trí suy nghĩ, Tần Nhã Hân, cô muốn sống hay là chết? Dư thừa, dĩ nhiên là muốn sống rồi, mưu cầu được sống của Tần Nhã Hân vô cùng mạnh mẽ. Tô Yên lúc này cũng không màng tới thái độ của Tần Nhã Hân, nói, muốn sống vậy thì trước hết cô cởi dây trói ra giúp tôi. Tôi di chuyển người qua, cô dùng răng cởi trói dây thừng giúp tôi. Không được, nếu như mày được cởi trói rồi chạy trước, bỏ lại tao thì làm sao, mày phải cởi trói giúp tao trước.
Tô Yên cười lạnh, cô đúng là chỉ biết nghĩ cho mình, lúc này rồi mà còn tính toán rõ ràng như vậy. Dù sao thì tôi cho cô cơ hội sống sót rồi, muốn sống thì cởi trói giúp tôi sẽ đưa cô cùng đi. Còn không, chúng ta cứ chờ chết ở chỗ này. Dĩ nhiên Tô Yên không thể tin tưởng Tần Nhã Hân được, một khi Tần Nhã Hân được cởi trói thì rất có khả năng sẽ ra tay với cô. Cho dù Tần Nhã Hân có giết chết cô đi nữa, vậy có ai biết được đây? Ánh sáng bên trong hang động bị chắn lại từng chút, còn do dự nữa thì đợi đến lúc cửa hang bị lấp kín hoàn toàn sẽ không dễ dàng đi ra được. Tần Nhã Hân thường xuyên phải chịu cơn co thắt tử cung, cơn đau cũng càng lúc càng dữ dội. Tao không thể chết được, tao còn phải sống chung với anh Cận Phong. Tần Nhã Hân như thể phô ra hết tất cả sức lực, di chuyển qua phía Tô Yên, nói tao cắn mở dây thừng cho mày, Tô Yên, mày nhất định phải đưa tao ra ngoài, mày không được bỏ mặc tao. Cô yên tâm, tôi nể tình trong bụng cô có đứa bé nên sẽ dắt cô ra ngoài. Cô đáng chết, nhưng mà đứa bé trong bụng còn chưa được nhìn ngắm thế gian này, nó vô tội. Tôi có lòng nhân từ, làm thánh mẫu một lần, chốc nữa nhất định sẽ dắt theo cô ra ngoài. Tô Yên nói lời này hoàn toàn không có ý lừa gạt Tần Nhã Hân, cô có thể mặc kệ người này sống hay chết, nhưng mà cũng không thể làm ngơ với một đứa bé còn chưa được sinh ra, như vậy không phải là không còn tình người nữa rồi sao? Tần Nhã Hân đấu với Tô Yên lâu đến vậy cũng biết được tính tình của cô, đứa bé trong bụng chính là bùa hộ mệnh cho cô ta, Tô Yên sẽ không bỏ mặc cô ta. Tần Nhã Hân di chuyển tới bên cạnh Tô Yên, dùng miệng cắn dây thừng. Sợi dây buộc rất chặt, không dễ cởi ra như vậy được. Tô Yên quay đầu nhìn Tần Nhã Hân, cô làm được không vậy? Đợi tao thêm chút nữa. Tần Nhã Hân vừa phải nén lại cơn đau đớn do co thắt tử cung lại vừa phải cởi dây thừng nên cả người đều rất khó chịu. Cô ta chưa từng bị dày vò như thế này bao giờ. Tô Yên nhìn Tần Nhã Hân đầu đầy mồ hôi cũng không đồng cảm được, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Tần Nhã Hân đau đến khóc lên, Tô Yên, tao sắp không ổn rồi, đau quá. Tô Yên nhìn thấy miệng của người kia đều là máu, lại thoáng nhìn qua cửa hang đã bị lấp kín mới nói, đau thì nghỉ đi, chúng ta cứ chờ chết ở đây. Cả người Tô Yên bắt đầu nóng lên, lại phát sốt, hẳn là vì không tiêm mũi hai đúng thời gian. Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước, không chỉ cơ thể nóng lên mà còn rất đau nhức, cảm giác này giống như bị hàng ngàn con sâu đục khoét cùng một lúc. Cô không có đủ sức nhiều lời với Tần Nhã Hân. Tô Yên, mày sao vậy? Mày không thể ngất xỉu được, nếu mày ngất rồi thì tao phải làm sao? Tần Nhã Hân rất sốt ruột, chỉ có một mình cô ta thì vốn không thể làm gì được. Tô Yên buồn ngủ, hai mắt nhắm lại nhưng vẫn ý thức được, chỉ là không muốn nói chuyện với Tần Nhã Hân. Cũng là đang muốn kích thích người kia. Cô hiểu Tần Nhã Hân chắc chắn sẽ không chịu cố sức nhận lời làm việc này, nhưng chỉ cần cô giả vờ hôn mê thì ý chí sinh tồn của Tần Nhã Hân mới càng được bộc phát mạnh mẽ. Quả nhiên, vừa thấy Tô Yên hôn mê, Tần Nhã Hân đã bắt đầu dốc sức cởi dây trói, chịu đựng cơn đau do rách môi chảy máu mà dùng răng cắn dây thừng từng đợt một. Cắn đến mệt, Tần Nhã Hân dừng lại nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục cắn. Không biết đã qua bao lâu, Tần Nhã Hân cuối cùng cũng cắn mở được một sợi dây thừng, mừng rỡ hô lên, Tô Yên, mày mau tỉnh lại đi, cởi trói được rồi. Tô Yên vẫn luôn duy trì sự tỉnh táo, nghe thấy cởi trói được mới mở mắt ra, cử động tay một chút cũng khiến sợi dây thừng rơi xuống. Cảm ơn, mày không có ngất, mày giả bộ, Tần Nhã Hân ý thức được mình bị lừa. Ừ, giả bộ, Tô Yên hào phóng thừa nhận, cố ý chọc tức người kia. Sau cũng cởi trói dây thừng ở chân rồi cử động chân tay một chút mới nói, cô cứ ở đây tự sinh tự diệt đi, tôi đi trước. Vừa nghe Tô Yên nói muốn đi, Tần Nhã Hân lập tức hoảng hốt, Tô Yên, mày không thể nói lời không giữ lời, mày nói sẽ dắt tao cùng rời khỏi chỗ này, mau nhanh cởi trói cho tao. Tôi có nói hả, quên mất rồi, Tô Yên cười tủm tỉm, cố ý nói, hang động to như này làm mộ cho cô, ông trời cũng rất tử tế với cô đó. Cô đừng khách sáo. Cứ nằm đây chờ chết đi. Không, Tô Yên, con đàn bà đê tiện này, mày lại gạt tao. Trong bụng tao còn đứa bé, nó vô tội, mày không thể thấy chết mà không cứu. Tần Nhã Hân mang đứa bé ra làm bia đỡ đạn. Tô Yên nhún vai cười nói, tôi không có nói không cứu đứa bé, cô cứ sinh ra trước đã rồi tôi sẽ mang đứa bé đi, còn cô cứ ở đây tự sinh tự diệt. Những lời này đều là cố tình chọc tức Tần Nhã Hân, Tô Yên cũng coi đó như là một chút trừng phạt dành cho người kia. Tô Yên, thứ bịp bợm nhà mày sẽ không chết tử tế được đâu, tao có biến thành ma cũng không bỏ qua cho mày. Tô Yên không để ý Tần Nhã Hân, cố gắng mò mẫm đi về phía cửa động, miệng hang đã bị tảng đá lớn lấp kín lại hoàn toàn.
Tô Yên có hơi tuyệt vọng, con đường sống là cửa hang này đã bị lấp kín cả rồi. Ấy nhưng cô cũng không phải là kiểu người sẽ ngồi chờ chết, chỉ cần còn sót một hơi thở thì cô cũng phải thử một lần. Lục Cận Phong, Hạ Phi, Tiểu Vũ, Tam Bảo, Tứ Bảo. Tô Yên nhẹ giọng gọi thầm tên, sau đó cả người như thể được tiếp thêm sức mạnh, đầu tiên cố gắng dùng sức đẩy tảng đá lớn ra. Tần Nhã Hân vẫn luôn ở phía sau lưng mắng tới, có bao nhiêu lời khó nghe thì mắng tới bấy nhiêu, tử cung càng lúc càng co thắt nhiều thêm, cơn đau đớn cũng càng lúc càng dữ dội, lần này cô ta thật sự phải sinh rồi. Tô Yên, tao phải sinh rồi. Tần Nhã Hân siết chặt hai tay, gào lên một tiếng. Tô Yên khiêng đá mệt đến mồ hôi đầm đìa, Tần Nhã Hân quả thực quá ồn ào, lúc thì kêu đau quá, lúc thì kêu lạnh quá. Tô Yên cất công đẩy ra một tảng đá. Tần Nhã Hân lại hét lên như thể heo bị thọc tiết, quả thực khiến cô chịu không nổi, đi tới nói, để tôi xem tình hình thế nào. Mày muốn làm gì, mày muốn hại tao sao, tao thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Câm miệng đi, Tô Yên lạnh lùng lườm Tần Nhã Hân một cái, khẽ vén quần áo của người kia một chút rồi nói, có lẽ cũng nhanh tới rồi, cố gắng sức hơn đi. Tô Yên cũng không biết tình hình như nào, cô chỉ có kinh nghiệm sinh chứ không có kinh nghiệm đỡ đẻ. Tô Yên, tao không ổn rồi. Tao lạnh quá, cả người Tần Nhã Hân run lên cầm cập. Tô Yên thầm nhận thức được có điều không ổn, với điều kiện như này sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Nếu Tần Nhã Hân không ổn thì đứa bé sẽ chết trong bụng. Cô thoáng thấy bên cạnh còn diêm đốt, nói cố gắng chờ thêm một chút, giờ tôi đi nhóm lửa. Trên đất có bật lửa, hẳn là của kẻ đã bắt bọn họ để lại. Tô Yên đốt diêm lên, nhìn thấy ánh lửa lại bỗng nảy ra một ý nghĩ. So với chuyện chờ chết ở đây, chỉ bằng liều một phen. Vừa nãy cô có nhìn xuyên ra ngoài thông qua khe hở của tảng đá lớn kia là cánh rừng bất tận, nếu như có ánh lửa hoặc khói bay lên nhất định có thể khiến người khác chú ý tới. Chương 523, gần trong gang tấc. Tô Yên đốt lửa ở gần cửa hang, cũng tìm được một vài nhánh cây bách bị ẩm ướt không đốt được, nhưng lại là những thứ cô cần. Tần Nhã Hân nằm trên đất, nhìn thấy Tô Yên chạy tới chạy lui gom mấy cây bách. Lại cặm cụi đốt lửa ở gần miệng hang lại thắc mắc hỏi, mày muốn làm gì vậy? Muốn thiêu chết tao hay sao hả? Trí tưởng tượng của cô phong phú thật sự đấy. Tô Yên bận bịu chuyện của mình, nhân lúc ý thức của mình còn ổn bèn nhanh chóng tranh thủ thời gian tự giải thoát. Tần Nhã Hân không biết Tô Yên muốn làm gì, bèn nói, mày phóng hỏa trong hang, cửa hang lại đang bị lấp, vậy không phải là chúng ta bị thiêu chết hay sao? Con đàn bà ác độc, tao biết ngay là mày giả mù sa mưa. Dăm ba cái lòng tốt gì đó đều là giả vờ trước mặt anh Cận Phong mà thôi. Tô Yên không có thời gian để ý Tần Nhã Hân, trên đất đều là đá tảng và cát đất, nếu có thể đốt được cái hang này quả thực là thần kỳ rồi. Nhìn thấy lửa cháy rất hăng, Tô Yên lại đặt mấy nhánh cây bác lên trên lửa, những thứ này không đốt được, vừa đặt lên đã khiến lửa tắt phụt, khói bốc lên cuồn cuộn, Tô Yên nhân cơ hội đó bèn quạt hết đống khói kia bay ra bên ngoài hang động, men theo những khe hở của tảng đá. Khói càng lúc càng dày đặc, theo chiều gió mà bay ra ngoài bốc lên tới trời. Dưới chân núi có một người phụ nữ nhà nông vừa trên dãy đi làm về, ngẩng đầu lên nhìn thấy khói ở trên núi bốc lên nghi ngút. Trời đất, ông Lý ơi, trên núi cháy rồi. Người phụ nữ kia ba chân bốn cẳng vội vã chạy vào nhà gọi chồng. Rừng núi rộng lớn sợ nhất là cảnh hỏa hoạn. Trên đây phần lớn đều là cây tùng cây bách, nhựa của những cây này rất dễ cháy. Năm ngoái đã xảy ra một trận hỏa hoạn cháy tới 3 ngày 3 đêm, hai cái miệng già sống nơi đây đều sợ hãi. Ông Lý đi ra ngoài nhìn lên trên núi, nhanh chóng nói, nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát, là cái tên chết băm nào lại dám phóng hỏa trên núi vậy hả, tôi lên đó xem thử. Lục Cận Phong đã một ngày một đêm không có chợp mắt rồi, anh dựa vào việc dõi theo những nơi lân cận chỗ mà Tần Nhã Hân gặp chuyện khẳng định được kẻ mang Tần Nhã Hân đi đã tiến về phía núi lớn. Bây giờ đi tìm Tần Nhã Hân. Nói không chừng cũng có thể tìm thấy Tô Yên. Phía bên Lâu Doanh và Bạch Phi Minh không có thu hoạch gì, nói cách khác thì kẻ bắt cóc Tô Yên và Tần Nhã Hân cũng không phải là người của Vương Bài. Lãnh Phùng lái xe chạy theo đường lên núi, Lục Cận Phong ngồi ở ghế phụ tay lái, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt phóng chằm chằm ra ngoài cửa xe. Lãnh Phùng an ủi, anh đừng quá lo lắng, mục đích hiện tại của đối phương còn chưa rõ, nói không chừng không tồi tệ như chúng ta tưởng tượng. Lục Cận Phong nhếch khóe môi, có một nỗi sợ mà trước giờ trong lòng chưa từng có, Yên Yên vẫn chưa tiêm mũi thuốc thứ hai. Lãnh Phùng cũng đã biết chuyện Tô Yên vì muốn cứu Lâu Doanh mà bị nhiễm virus. Trải qua khoảng thời gian dài như vậy, cũng không ai biết Tô Yên ra sao rồi. Trong lòng anh nóng như lửa đốt,
thời gian càng trôi qua càng khiến anh vô cùng tự trách, hận không thể cho quay ngược thời gian trở về một giây trước khi cả hai người tách ra kia, anh nhất định sẽ không để cho Tô Yên về một mình. Đúng lúc này, Lục Cận Phong nghe phía sau có tiếng xe cứu hỏa, là đang chạy về phía của bọn họ. Lục Cận Phong thoáng nhìn ra phía sau, trên con đường núi gồ ghề uốn lượn là một chiếc xe cứu hỏa của nơi đây đang từ dưới chân núi chạy lên. Xe cứu hỏa chạy rất nhanh, Lãnh Phùng lái xe qua bên cạnh nhường đường, nhìn chiếc xe cứu hỏa lái lên trên núi mà tim của Lục Cận Phong lại đập nhanh liên hồi, càng lúc càng cảm thấy khẩn trương quay sang nói với Lãnh Phùng, đi theo chiếc xe cứu hỏa. Trực giác nói với anh rằng chiếc xe cứu hỏa đó có liên quan tới Tô Yên. Lãnh Phùng không nói gì, lái xe đi theo chiếc xe cứu hỏa kia. Chiếc xe cứu hỏa dừng lại ở trước nhà bằng xi măng của người phụ nữ nhà nông kia, khói dày trên núi cuồn cuộn, tình huống cụ thể như nào thì không ai biết, xe cũng không thể chạy lên được nên chỉ có thể đi bộ. Người phụ nữ kia nhìn thấy nhân viên cứu hỏa tới bèn sốt sắng nói, mấy chú tới rồi đó à, không biết tên chết dẫm nào đã phóng hỏa trên núi nữa, ông nhà tôi đã lên núi xem xét rồi. Khói dày như vậy, vừa ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy. Nhân viên cứu hỏa bắt đầu hành động, tiến lên núi dập lửa. Lục Cận Phong xuống xe cũng đi theo, anh nhìn lên đỉnh núi, hỏi người phụ nữ kia, chị à, xin hỏi hai ngày nay chị có nhìn thấy ai đó khả nghi không? Người phụ nữ kia bị hỏi như vậy trong một thoáng cũng thật sự nhớ ra, nói có, chiều qua tôi có thấy một người đàn ông lấm la lấm lét đi lên núi, không phải là do gã ta phóng hỏa đó chứ? Trời đất, cái tên chết dẫm, bộ không sợ gặp báo ứng hay sao chứ? Lục Cận Phong sốt sắng, chỉ có một người thôi sao? Có còn người khác hay không? Tôi chỉ nhìn thấy một người thôi, tôi có gọi vài tiếng nhưng không có phản hồi lại tôi. Tôi thấy gã ta cũng không giống người ở trên núi. Người phụ nữ nhà nông kia rất kích động, bà ta nhìn thấy khói đặc cũng nhớ tới đợt cháy rừng lần trước, trong lòng vẫn còn hãi hùng. Lục Cận Phong nói với Lãnh Phùng, tôi lên núi xem thử. Chương 524, là anh ta. Lục Cận Phong đi lên núi. Lãnh Phùng nói, tôi đi cùng với anh. Trên núi vốn không có đường đi, chỉ có thể tự mình tìm được. Núi rừng có hơi dốc, rất khó đi, cả hai đều là kiểu rèn luyện quanh năm, thân thủ nhanh nhẹn nên với bọn họ mà nói, sườn núi dốc cũng không phải là vấn đề. Lục Cận Phong vẫn luôn nhanh chân tiến về phía cột khói nghi ngút kia, đã nhanh chóng đuổi kịp nhân viên cứu hỏa. Nhân viên cứu hỏa nhìn thấy có người lên núi vào lúc này là khuyên nhủ, trên núi có hỏa hoạn rất nguy hiểm, mấy anh xuống núi đi. Lục Cận Phong không để ý, tự mình rảo bước nhanh về phía đỉnh núi. Lãnh Phùng móc ra giấy chứng nhận của mình đưa cho nhân viên cứu hỏa xem, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, các anh không cần phải để ý tới bọn tôi. Nhân viên cứu hỏa vừa nhìn thấy hai người là từ đế đô tới bèn vội nói, có gì cần giúp đỡ không? Các anh cứ dập lửa của các anh đi. Có gì cần bọn tôi nhất định sẽ mở miệng. Lãnh Phùng nói xong cũng nhanh chân bước theo Lục Cận Phong. Nhân viên cứu hỏa thấy thân thủ cả hai tốt như vậy cũng thán phục, không hổ là từ đế đô tới. Lục Cận Phong mất 20 phút để lên tới cửa hang, nhìn thấy đá tảng bị rời ra, trên đất còn có một đống nhánh cây bách thụ đã biết đây không phải là muốn phóng hỏa, là tạo khói để cầu cứu. Đây là tín hiệu cầu cứu. Yên yên. Trong lòng Lục Cận Phong sốt sắng, lập tức vọt vào trong động. Bên trong hang không có gì cả, trên mặt đất còn có dấu vết kéo lê đi, từ dấu vết đó mà đoán là có hai người. Trên đất còn có máu. Lục Cận Phong ngồi xổm trên mặt đất tỉ mỉ kiểm tra, vẻ mặt lạnh lùng nói, Yên Yên và Tần Nhã Hân trước đó bị giam ở đây. Lãnh Phùng phá án nhiều năm cũng có dồi dào kinh nghiệm, cũng đã điều tra ra được kết quả, chúng ta tới muộn một bước rồi, nhưng người có lẽ vẫn còn gần đây, chưa có đi xa. Ánh mắt Lục Cận Phong sắc bén. Kỹ càng tìm vết máu trên đất, lần theo đó mà đi ra khỏi hang động rồi tiến về phía bên trái, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Lần theo vết chân trên mặt đất, đi được chừng mười mấy mét đã không còn thấy dấu vết gì nữa, hoàn toàn mất dấu. Sao có thể như thế được? Lục Cận Phong có chút không hiểu, lầm bầm nói. Vết chân tới đây sao lại bỗng biến mất rồi? Nhân viên cứu hỏa cũng biết là cháy giả, vốn dĩ không phải là hỏa hoạn mà là có người làm tín hiệu cầu cứu. Lúc biết được có thể là tên vô lại nào đó bắt cóc con tin bèn lập tức phối hợp với Lãnh Phùng và Lục Cận Phong lục soát núi. Lục Cận Phong rất sốt sắng, Tô Yên ở cách anh gần như vậy, nếu như anh tới sớm một chút thì có thể đã tìm thấy cô rồi. Phía bên kia, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đã dắt Kawaii tới thành cổ rồi, đầu tiên cả ba cùng tụ họp với Sa Thành Nghị. Vạn nhất đã ổn rồi,
anh ta chỉ là giả ngốc nên không cần phải tiếp tục đợi trong bệnh viện, đã trở về khách sạn rồi. Hạ Phi nhìn thấy Sa Thành Nghị đã hỏi, thầy Sa, tình hình của mẹ tôi sao rồi? Sa Thành Nghị nhìn thấy cả ba đứa nhóc thì vô cùng bất ngờ, sao ba đứa lại tới đây? Lén chạy tới hả? Chuyện này mà để cho cha mấy đứa biết thì sẽ còn cỡ nào chứ? Bây giờ sự an nguy của mẹ là quan trọng nhất. Hạ Phi hỏi, mẹ của tôi rốt cuộc sao rồi? Đã điều tra ra ai bắt mẹ của tôi chưa? Sa Thành Nghị lắc đầu, vẫn còn chưa có tin tức, nhưng mà không có tin tức cũng là một loại tin tốt. Hạ Vũ Mặc nói, em muốn đi tìm mẹ, anh hai, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Vạn Nhất mở miệng nói, dựa vào ba đứa nhóc mấy đứa thì có tới cũng thêm phiền phức thôi, vẫn nên ở nhà chờ tin tức đi. Nghe Vạn Nhất mở miệng nói, Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi rất đỗi kinh ngạc nhìn về phía anh ta, cùng đồng thanh, không phải anh đang bị ngốc hả? Vạn Nhất thầm nghĩ, không ổn rồi, vốn dĩ chỉ cần khóa miệng hai người Lục Cận Phong và Sa Thành Nghị thôi, bây giờ thì hay rồi, lại phải phong bế thêm ba cái miệng nữa. Vạn Nhất ho khan một tiếng, nói, lúc ổn lúc ngốc, hai anh em mấy đứa đừng có mà đi rêu rao khắp nơi, nhất định không được để cho gì của mấy đứa biết. Bây giờ cô ấy vẫn còn chưa biết, còn Kawaii nữa nha, con là ngoan nhất rồi, sẽ không nói lung tung. Kawaii ngoan ngoãn lắc đầu một cái. Hạ Phi thông minh cũng lập tức kịp phản ứng, ngài Vạn, anh là đang muốn tầm ngầm giết chết voi, lừa gạt gì tôi? Này sao có thể nói là lừa gạt được, này gọi là tư tưởng giữa vợ chồng với nhau, tôi với dì nhỏ của cậu đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi nhé, bây giờ cậu nên đổi lại gọi tôi là dượng nhỏ đi. Vạn Nhất cảm thấy xưng hô kiểu này có chút trẻ con, còn nói, hay bỏ chữ nhỏ đi, sau này gọi tôi là dượng được rồi. Hạ Phi, Tiểu Vũ, kêu một tiếng dượng nghe xem nào. Hạ Phi nói, bây giờ tôi chỉ muốn tìm mẹ, chuyện của anh tôi không muốn quan tâm. Nếu như là lúc bình thường, gặp chuyện này thì nhất định cậu sẽ bắt chẹt trước rồi. Vạn Nhất. Vốn dĩ Vạn Nhất muốn trải nghiệm cảm giác làm dượng cho đã ghiền, nào ngờ hai anh em Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc vốn không có xem chuyện của anh ta ra gì cả. Hạ Vũ Mặc nhìn Sa Thành Nghị hỏi, thầy Sa, cha đâu rồi? Lên núi rồi, theo chứng cứ cho thấy kẻ bắt cóc mẹ của mấy đứa rất có thể mang người lên núi rồi. Hạ Phi cau mày, tôi đã điều tra bản đồ lân cận rồi, trong vòng 200 dặm đều là rừng núi, nếu như vào trong đó sẽ rất nguy hiểm. Anh hai, chúng ta đi gặp cha trước đã. Sa Thành Nghị nói, tôi đã liên lạc với cha của hai đứa trước rồi. Thầy Sa, chúng tôi đã tới đây rồi, cho dù cha không đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ đi tìm mẹ. Hạ Phi thành thật nói, tôi có linh cảm không tốt. Hạ Phi chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Đây cũng là lý do vì sao cậu bé lại lén ra khỏi đảo. Sa Thành Nghị nghe tới đây lại nghĩ tới câu nói mẹ con tương thông, xem ra lần này Tô Yên thật sự là lành ít dữ nhiều rồi. Tô Yên không tiêm mũi thuốc thứ hai, trong lòng Sa Thành Nghị cũng có chút lo lắng. Vạn Nhất và Sa Thành Nghị liếc mắt nhìn nhau, Vạn Nhất nói, cùng đi đi, nói thế nào thì chị dâu cũng vì muốn cứu vợ tôi mà không màng tới tính mạng, tôi cũng không thể cứ mãi giả ngốc ở đây được. Cả đám nhất trí. Cùng lên đường đi tìm người. Rừng núi trải dài bất tận cứ như muốn nuốt chửng người muốn chui vào. Vừa ra khỏi vách đá treo leo, Tô Yên nằm trên đất, máu chen trán đã khô bết lại, tay chân lại bị trói lần nữa. Tần Nhã Hân cũng không khá hơn chút nào, vốn dĩ tay của cô ta bị Lục Cận Phong đâm hai nhát dao loang máu ra bê bết, cộng thêm bị xe tông rồi mãi đến nửa ngày vẫn chưa sinh đứa bé ra được đã nằm ra trên đất, không còn chút sức lực nào nữa, đôi khi cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trước lúc Lục Cận Phong và nhân viên cứu hỏa chạy tới, kẻ bắt cóc Tô Yên và Tần Nhã Hân cũng nhìn thấy cột khói cầu cứu kia nên đã quay lại di chuyển Tô Yên và Tần Nhã Hân đi nơi khác. Tô Yên cũng vì đôi co qua lại mới bị thương chỗ trán. Hiện tại cô đang phát sốt rất cao, nằm trên vách đá treo leo đã không còn sức giãy giụa nữa, đến ngay cả gió thổi vào mặt cũng đều cảm thấy rất đau, tựa như bị dao cắt. Tần Nhã Hân thở dốc từng ngụm, đoạn đường bị tên bắt cóc kéo tới vách núi này đã vỡ lượng nước ối rất lớn. Hiện tại đã không còn cảm giác được nước ối chảy nữa, chuyện này chứng tỏ nước ối đã chảy hết rồi. Trời bỗng kéo mây đen tới, mưa nhỏ xuống từng giọt rơi vào mặt của hai người. Tô Yên chớp mi mắt một cái, môi đã trắng bệch nói, Tần Nhã Hân, không ngờ hai chúng ta sẽ chết ở cùng một chỗ. Tần Nhã Hân đã nhanh chóng không còn ý thức nữa, rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, môi đều khô nứt. Nước mưa thấm vào môi cô ta lại giống như nắng hạn lâu ngày gặp được mưa. Cứ há mồm mà uống nước mưa rơi vào trong miệng. Dần dần, cô ta mở mắt ra, lấy lại được một chút ý thức,
uể oải nói, Tô Yên, có phải con của tao mất rồi không, nó không còn đạp nữa. Tô Yên đã không còn lo được tới chuyện sống chết của mẹ con Tần Nhã Hân nữa rồi, bọn họ rất có khả năng sẽ nằm ở đây chờ chết. Đúng lúc này, tên bắt cóc bọn họ mang theo một cây côn sắt đi qua. Người đàn ông kia mặc đen kín cả người, đầu đội nón, đến ngay cả mặt cũng che lại không thể thấy được. Tô Yên cố gắng mở to mắt, yếu ớt hỏi, rốt cuộc anh là ai? Trói bọn tôi là có mục đích gì, là đòi tiền chuộc hay là trả thù? Tô Yên, cô thật sự không nhớ tôi sao? Người đàn ông kia tiến từng bước về phía Tô Yên, kéo mặt nạ trên mặt xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Tô Yên đã vô cùng hoảng sợ. Chương 525, sinh con cạnh vách núi. Tô Yên nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, người bắt cóc cô vậy mà là Lục Gia Hành. Nhìn gương mặt kia của Lục Gia Hành, rất lâu sau Tô Yên vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ. Từ sau khi Lục Thừa Mẫn bị kết án, Lục Gia Hành làm náo loạn một trận ở nhà họ Lục, cuối cùng không còn tin tức nữa. Rất lâu sau đó Tô Yên cũng đã từng gặp Lục Gia Hành ở bệnh viện một lần, nhưng do chỉ vội vàng liếc mắt một cái nên cô cũng không dám xác định có phải ông ta hay không. Hiện tại vẻ mặt Lục Gia Hành âm u, dáng vẻ của ông ta tràn ngập tà tính, bất kể người nào nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy không được thoải mái, trong lòng cũng theo đó mà sợ hãi. Sau khi Tần Nhã Hân thấy rõ là Lục Gia Hành thì chửi ầm lên, hóa ra là lão già nhà ông chán sống rồi à, dám bắt cóc tôi. Ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là cô cả của địa sát, nhanh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không để ông chết tử tế đâu. Lục Gia Hành cười lạnh, tao là một người cô đơn, chết cũng chẳng sao cả, nhưng trước khi chết có thể báo thù thay cho con trai tao, kéo hai con đàn bà hèn hạ chúng mày làm đệm lưng thì cũng đáng. Con trai ông bị thế là đáng đời, anh ta xảy ra chuyện thì liên quan gì tới tôi? Tần Nhã Hân lại hăng hái, tức giận trừng mắt nhìn Lục Gia Hành, lão già thối, mau thả tôi ra. Thứ đàn bà độc ác, hèn hạ, Lục Gia Hành tức đến nỗi đá một chân vào bụng Tần Nhã Hân, con trai tao có kết cục như bây giờ có một nửa là do mày hại. A, à, Tần Nhã Hân đau đến nỗi ngũ quan trên mặt nhăn nhó lại thành một cục, tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô ta vang vọng trong sơn cốc. Lục Gia Hành đang trong cơn giận dữ, lại nghĩ đến kết cục của Lục Thừa Mẫn, ông ta lập tức không khống chế được bản thân. Cầm côn sắt đánh từng cái lên người Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân bị đánh đến nỗi liên tục kêu thảm thiết, có mấy lần ông ta cố tình nhằm vào bụng cô ta mà đánh nên lại càng đau. Tô Yên thấy thân dưới Tần Nhã Hân chảy máu, lên tiếng ngăn cản, Lục Gia Hành, mau dừng tay, dừng tay. Nếu cứ đánh tiếp, dù Tần Nhã Hân không chết thì đứa con trong bụng cô ta cũng không sống được. Lục Gia Hành đánh mệt rồi, lúc này mới thu tay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Yên, còn cả mày nữa, không cần gấp. Từng thứ một tao đều phải đòi lại. Hôm nay, bọn mày ai cũng không thể chạy thoát. Lục Gia Hành, không phải chú điên rồi đấy chứ, chú có bệnh à, quả nhiên cha nào con nấy, chính bởi vì có người cha như chú nên mới có đứa con trai mất hết tính người như thế. Lục Thừa Mẫn có ngày hôm nay đều do chú hại, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Tô Yên biết rõ trận thế hôm nay, cô không cầu mong có thể sống sót, cũng chẳng sợ kích thích đến Lục Gia Hành nữa. Lục Thừa Mẫn bị phán tù 20 năm, tốt xấu còn để lại một cái mạng, 20 năm sau ra ngoài còn có thể một lần nữa làm người, chú làm như vậy ngoại trừ chôn vùi chính mình ra thì cái gì cũng không chiếm được. Lục Gia Hành cười nhạo, ý của mày là tao còn phải cảm ơn chúng mày ra tay nhân từ à? Tao chỉ có một đứa con trai này, tao cầu chúng mày, cầu ông cụ, nhưng lòng dạ của chúng mày còn cứng hơn cả đá, là chúng mày không tha cho con trai tao, là chúng mày ép tao. Có cái dám? Tô Yên nhổ một ngụm nước miếng vào Lục Gia Hành, tôi nhổ vào, Lục Thừa Mẫn làm nhiều việc ác, chúng tôi đã cho anh ta cơ hội rất nhiều rồi, là anh ta dã tâm bừng bừng, bản tính khó sửa, lần lượt đi tìm đường chết, đây đều là do anh ta gieo gió gặt bão. Sao nào, mấy người muốn mưu đoạt gia sản, muốn hại chết Lục Cận Phong nhưng không thành công, bây giờ ngược lại đi trách cứ chúng tôi vô tình, tam quan của ông bị chó ăn rồi à? Lục Gia Hành bị mắng đến nỗi mặt đỏ tai hồng, đều là lỗi của con đàn bà mày. Trước khi mày xuất hiện, cả nhà họ Lục đều ở trong lòng bàn tay tao và Tiểu Mẫn, rất nhanh thôi chúng tao có thể tiếp quản tập đoàn Lục Thị, là mày đã phá hủy tất cả. Tôi thật sự chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Miệng của Tô Yên cực kỳ độc, ăn bám vốn đã rất đáng xấu hổ, mấy người cũng chẳng thiếu cánh tay hay thiếu cái cẳng chân nào, cũng không bị thiểu năng, mấy người không biết dùng chính đôi tay của mình để sáng tạo à, sao cứ phải nhớ thương chút gia sản này của ông nội làm gì. Nhớ thương thì cũng thôi đi. Mưu đoạt không thành,
lại thẹn quá hóa giận muốn giết người, nếu chú biết mình sinh ra đứa con như vậy, chỉ sợ sẽ hối hận vì sao mấy thập niên trước không bắn nòng nọc nhỏ lên tường cho rồi. Mày, mày, Lục Gia Hành bị tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt, giơ côn sắt lên định đánh Tô Yên. Tô Yên nhìn chuẩn thời cơ, thừa dịp Lục Gia Hành lại đây đánh cô, nâng lên hai chân bị trói làm Lục Gia Hành vấp ngã. Nơi này là vách núi, chỉ có nắm chắc thời cơ mới có thể nhân cơ hội tự bảo vệ mình, chỉ khi giải quyết được Lục Gia Hành thì cô mới có thể sống sót. Tay chân bị trói, thủ đoạn có thể giải quyết Lục Gia Hành cũng chỉ có đẩy người xuống vách núi mà thôi. Tô Yên nhân lúc ông ta không chuẩn bị, thành công khiến Lục Gia Hành vướng ngã, Lục Gia Hành hô đau một tiếng té lăn trên đất, nửa thân người đã ở ngoài vách núi. Tô Yên đang muốn bồi thêm một chân nữa thì lúc này Tần Nhã Hân đột nhiên hét lên một tiếng, tôi muốn sinh, a. À. Tần Nhã Hân ra sức cử động, dồn hết sức lực, biểu tình trên mặt giống như đang bị táo bón. Tô Yên cũng bởi vì tiếng giống này của Tần Nhã Hân mà phản ứng chậm lại vài giây, Lục Gia Hành sợ tới mức nhanh chóng lui ra sau, đã bỏ dậy. Lục Gia Hành ý thức được Tô Yên muốn đẩy ông ta xuống vách núi, sát ý ngập trời, thứ đàn bà hèn hạ, tao phải giết mày. Lục Gia Hành giơ côn sắt đánh về phía đầu Tô Yên. A! À, tiếng hét thảm thiết như giết heo lại vang tận mây xanh một lần nữa. Lần này người hét là Lục Gia Hành, Tô Yên đã nhắm mắt chờ đợi đau đớn đến, nhưng khi mở mắt lại thấy Tần Nhã Hân cắn một ngụm lên chân Lục Gia Hành. Tần Nhã Hân đau đến không chịu nổi, vừa đúng lúc Lục Gia Hành ở bên cạnh, cô ta thuận miệng cắn một cái. Tô Yên nhìn về phía thân dưới của Tần Nhã Hân, cô đã có thể nhìn thấy đầu đứa bé. Mưa càng lúc càng to, nếu như sinh ra thì phỏng chừng cũng không sống được. Máu ở thân dưới của cô ta tuôn ra như suối, Tô Yên nhanh chóng nói, Tần Nhã Hân, đừng dùng sức, từ từ tới, cô dùng sức như vậy thì chính cô cũng sẽ bị rách tầng sinh môn nghiêm trọng. Đứa bé sắp ra rồi, không ép được. Tần Nhã Hân dường như không nghe thấy gì hết, chỉ biết bản thân đang rất đau đớn, cô ta lại cố gắng dùng sức. Tô Yên nôn nóng hô to, Lục Gia Hành, nhanh chắn mưa cho cô ấy một chút. Coi như là chú tích đức cho Lục Thừa Mẫn đi. Lục Gia Hành cũng trợn tròn mắt, ông ta chưa từng thấy cảnh tượng sinh con bao giờ. Máu trộn lẫn với nước mưa chảy xuôi trên tảng đá, chảy xuống đất theo từng đường. Tần Nhã Hân dùng nốt một tia sức lực còn sót lại, cuối cùng đứa trẻ được sinh ra thật. Lục Gia Hành đứng yên không nhúc nhích, ông ta bị cảnh sinh con này dọa đến ngớ người. Ký ức của ông ta nháy mắt trở lại vài thập niên trước, lúc vợ ông ta sinh Lục Thừa Mẫn. Lúc ấy vợ ông ta bị khó sinh hai ngày hai đêm mới sinh ra được. Tô Yên cố chống đỡ thân thể không khỏe dịch đến chỗ Tần Nhã Hân, đứa bé ở bên chân Tần Nhã Hân, xanh cả mặt, cũng không khóc, cực kỳ nhỏ, em bé bị sinh non, chỉ sợ còn nặng chưa đến 5 cân. Khi Tô Yên nhìn thấy đứa bé thì hoảng sợ, đây là đứa bé có dị tật bẩm sinh. Hoàn toàn không có môi dưới. Trong lúc nhất thời Tô Yên không biết nên làm như thế nào, trong đầu cô cũng trống rỗng, ngẩn người. Tần Nhã Hân sinh xong thì hôn mê. Hai tay Tô Yên bị trói, cô muốn ôm đứa trẻ cũng rất khó khăn, tình huống đứa trẻ như vậy cần phải tiến hành cấp cứu, cạnh vách núi gió lạnh đến xương, lại còn đang mưa, dưới loại điều kiện này, cô có thể làm gì bây giờ? Tô Yên nghĩ đến chương trình học mà mình học lúc trước, đánh vào mông trẻ sơ sinh, làm đứa trẻ khóc thành tiếng. Tô Yên dùng cả người che mưa cho đứa bé, cố gắng dùng đôi tay bị buộc chặt để đánh đứa bé, đánh từng cái rồi lại từng cái. Đến khi cô sắp tuyệt vọng thì lúc này đứa bé đột nhiên cất tiếng khóc. Chỉ là một âm thanh cực kỳ yếu ớt nhưng trong lòng Tô Yên vẫn rất cao hứng, ít nhất có thể khóc được là tốt rồi. Đúng lúc này, có tiếng bước chân hỗn loạn đi tới. Ngay sau đó, Tô Yên nhìn thấy Lục Cận Phong, Lãnh Phùng cùng với một đám nhân viên phòng cháy chữa cháy vội chạy tới. Lục Cận Phong, Tô Yên vui sướng gọi một tiếng, cô cũng không còn nhiều sức lực nữa, giọng nói cũng rất nhỏ. Chương 526, Tần Nhã Hân cắt đứt đường sống của Lục Cận Phong và Tô Yên. Lục Cận Phong xông lên trước nhất, khi anh nhìn thấy Tô Yên cả người đầy máu ngã trên mặt đất, tay chân bị trói, trên trán cũng toàn là vết máu thì trong lòng anh đau xót dữ dội. Đồng thời, sự tức giận đã đạt đến giới hạn. Lục Gia Hành, ông dám động vào Yên Yên thử xem, ông đây giết ông. Lục Cận Phong cực kỳ đau lòng cũng cực kỳ phẫn nộ, gọi thẳng tên họ. Đó chính là người phụ nữ anh nâng trong lòng bàn tay, thậm chí anh cũng không nỡ chạm vào một cái, một gã như Lục Gia Hành dám tổn thương người phụ nữ của anh, chán sống. Máu trên người Tô Yên đều dính hết lên Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân chảy máu ồ ạt,
máu vẫn men theo tảng đá chảy xuống. Lục Gia Hành nhìn thấy nhiều người đến như vậy cũng không sợ, trái lại còn nở nụ cười, cháu trai cả, cuối cùng mày cũng tới rồi, thật là tốt, hôm nay tao đưa vợ chồng hai đứa cùng nhau xuống địa ngục, để cho hai đứa làm một đôi vợ chồng quỷ ở dưới địa phủ, nhìn xem, chú hai thật là tốt với mày. Lục Gia Hành một tay xách Tô Yên dậy, hai người đứng ngay bên vách núi. Ông ta dùng Tô Yên để uy hiếp khiến Lục Cận Phong không dám đi tới. Lãnh Phùng và lính cứu hỏa cũng từng gặp qua những pha nguy hiểm, nhưng như trường hợp người bị bắt cóc vừa mới sinh con trên đất một vũng máu thế này vẫn là lần đầu tiên gặp. Lục Cận Phong tức giận chỉ vào Lục Gia Hành, vẻ mặt tuấn tú lạnh lùng, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói, thả người ra, tôi đếm đến ba. Cháu trai cả, mày khiến tao mất đi con trai, mất đi mọi thứ, tao sẽ cho mày cũng nếm thử nỗi đau mất đi tình yêu chân thành, làm cho mày đau đớn không muốn sống. Lục Gia Hành điên cuồng cười to, ha ha, cháu trai cả, tao biết mày yêu người phụ nữ này, chỉ khi người phụ nữ này chết, mày mới cảm nhận được cái gì gọi là đau khổ. Sức tay Lục Gia Hành tăng thêm, bóp chặt cổ Tô Yên. Tô Yên bị xiết đến nỗi sắc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn. Lục Thừa Mẫn như thế là đáng đời. Lục Cận Phong không sợ uy hiếp của Lục Gia Hành, từng bước tới gần, miệng đếm, một, hai. Mày đừng tới đây, lùi lại, nếu không tao sẽ đẩy nó xuống ngay. Tận sâu đáy lòng Lục Gia Hành là kiêng kỵ Lục Cận Phong, nhìn Lục Cận Phong đi tới, trong lòng ông ta là sự hoảng hốt. Lãnh Phùng giữ chặt Lục Cận Phong, anh đừng đi qua, kích động Lục Gia Hành thì ông ta sẽ thật sự đẩy người xuống. Đây là một cuộc chiến tâm lý, Lục Cận Phong cũng không muốn bức bách Lục Gia Hành thật, nếu không thật sự sẽ làm hại Tô Yên. Lục Cận Phong và Lãnh Phùng âm thầm trao đổi ánh mắt, Lãnh Phùng nói với Lục Gia Hành, Lục Gia Hành, ông thả người ra trước, chúng tôi sẽ xử lý khoan hồng với ông, biểu hiện ở trong đó của Lục Thừa Mẫn rất tốt. Đã được giảm án, ông làm như vậy không chỉ không giúp được cậu ta mà có khi còn hại cậu ta. Khi Lãnh Phùng phân tán lực chú ý của Lục Gia Hành, Lục Cận Phong nhân cơ hội tới gần, tìm thời cơ cứu Tô Yên. Trời đổ mưa to, Tô Yên nhìn vách núi phía sau, nếu Lục Cận Phong tới gần nữa, nói không chừng sẽ cùng nhau đồng quy vu tận. Tô Yên âm thầm lắc đầu với Lục Cận Phong, ý bảo anh đừng tới, không cần quan tâm đến cô. Lục Gia Hành vừa nghe Lục Thừa Mẫn được giảm án. Vô cùng vui mừng thật sao. Thừa Mẫn được giảm án bao nhiêu năm, khi nào nó có thể ra ngoài, chỉ cần mấy người thả Thừa Mẫn ra, tôi sẽ thả hai người phụ nữ này. Lần này giảm án không ít, Lục Gia Hành, ông thả người ra, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại sắp xếp cho con trai ông nói chuyện với ông, đã lâu rồi ông không gặp con trai, chắc chắn là rất nhớ cậu ta. Lãnh Phùng sử dụng chiến tranh tâm lý, đánh bài tình thân. Được rồi, bây giờ cậu gọi điện thoại. Tôi muốn nói chuyện với con trai tôi. Lục Gia Hành đã rất lâu không gặp Lục Thừa Mẫn. Từ khi Lục Thừa Mẫn bị kết án, ông ta vẫn âm thầm tìm cơ hội báo thù. Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện ngay. Lãnh Phùng lấy di động ra, giả vờ gọi điện cho bên phía nhà tù. Lục Cận Phong cũng nhân cơ hội tới gần Lục Gia Hành, mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng cố tình ngay khi Lục Cận Phong ra tay, Tần Nhã Hân tỉnh lại, cô ta mở mắt nhìn thấy Lục Cận Phong, hết sức mừng rỡ, anh Cận Phong. Anh tới cứu em sao? Em đã biết là anh sẽ không quan tâm em mà, trong lòng anh có em. Lời nói của Tần Nhã Hân đã kinh động đến Lục Gia Hành, ông ta phát hiện mình bị lừa, một tay xiết Tô Yên lui về phía sau, tụi mày lừa tao, muốn cứu con đàn bà hèn hạ này hả, nằm mơ. Trái tim Lục Cận Phong cũng sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi, chân của Tô Yên và Lục Gia Hành đã dẫm lên vách núi, chỉ cần nửa bước là sẽ ngã xuống. Mà lúc này, chú An đi theo Lục Cận Phong đến nhìn thấy Tần Nhã Hân nằm bên vách núi cùng với đứa nhỏ bị nước mưa xối đầm đìa, anh ta nhất thời cảm nhận được một cơn giận dữ xông thẳng lên đỉnh đầu. Cô hai, con trai của tôi. Chú An đỏ mắt trực tiếp chạy tới. Lục Gia Hành nhìn thấy chú An đi tới, trong lòng hoảng hốt, lui về phía sau, dưới chân dẫm lên khoảng không, trực tiếp kéo theo Tô Yên rơi xuống vách núi. Gân xanh trên trán Lục Cận Phong nổi lên, ra sức nhảy vọt đến. Tay bắt lấy dây thừng đang trói Tô Yên, tay khác nhanh chóng tóm lấy một cái cây trên vách đá, giữ chặt Tô Yên bằng một tay. Lục Cận Phong, hồn phách Tô Yên bị dọa bay mất sạch, Lục Gia Hành đã rơi xuống rồi, anh mau thả tay ra. Rễ cây đã có dấu hiệu muốn bật ra. Lục Cận Phong thả tay thì anh mới có thể sống được. Nhưng Lục Cận Phong làm sao có thể thả ra đây? Nắm chặt anh ném em lên. Tần Nhã Hân nhìn thấy người mà Lục Cận Phong không màng đến thân để cứu chính là Tô Yên, khoảnh khắc ấy, cô ta biết ái mộ 10 năm này là trò đùa.
thân dưới của cô ta vẫn chảy máu mãi, và cô ta biết mình sắp chết rồi, không thể sống qua nổi hôm nay. Chu An nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô ta, quan tâm hỏi, có sao không, vẫn ổn chứ? Cô hai đừng sợ, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay. Chu An vừa dứt lời, Tần Nhã Hân trực tiếp dùng hết một chút sức lực cuối cùng lăn xuống vách núi, dùng thân thể của mình nện thẳng xuống chỗ Tô Yên và Lục Cận Phong. Chết cùng nhau đi. Sự quyết tuyệt của Tần Nhã Hân đi ngược lại với dự liệu của mọi người. Cuối cùng Lãnh Phùng vẫn là chậm một bước, anh ta chỉ có thể nhìn ba người cùng nhau rơi xuống vách núi. Chương 527, đã chết rồi. Cách thức của Tần Nhã Hân rất quyết tuyệt, dùng cách thức tự sát đẩy Tô Yên và Lục Cận Phong xuống địa ngục. Cô hai, Chu An đau khổ và không thể tin nổi mà nằm sấp trên vách núi, bàn tay vẫn giữ vững tư thế vươn ra. Anh ta không giữ chặt Tần Nhã Hân, tay chỉ chạm vào được một chút góc áo của Tần Nhã Hân. Vách núi cao như vậy, ngã xuống còn có thể sống sót ư. Lãnh Phùng đứng bên vách núi, nhìn xuống, lập tức ra lệnh cho lính cứu hỏa, nhanh, mau xuống dưới cứu người. Lãnh Phùng và lính cứu hỏa nhanh chóng xuống núi, đến chỗ vách đá tìm kiếm người. Đứa bé Tần Nhã Hân sinh ra môi tím tái, cất lên tiếng khóc yếu ớt, Chu An lấy lại tinh thần từ trong đau khổ, vội vàng bò đến bên cạnh đứa bé, lúc này anh ta mới nhìn kỹ nó, là một đứa bé khiếm khuyết không có môi dưới. Con trai, tâm trạng Chu An vô cùng phức tạp, một người đàn ông lớn tướng vậy mà hốc mắt phiếm hồng. Chu An miễn cưỡng đè nén khốn khổ trong lòng, anh ta không thể để ý đến việc đi tìm Tần Nhã Hân, cởi quần áo của mình bế đứa bé lên, phải lập tức đưa đứa bé đến bệnh viện. Sau cơn mưa, đường núi trơn trượt. Chu An mang theo đứa bé xuống núi, trên đường ngã rất nhiều lần, lần nào cũng bảo vệ đứa bé thật tốt, bản thân thì ngã đến mức cả người nhếch nhác. Trên đường xuống núi, Chu An gặp đoàn người Sa Thành Nghị. Sa Thành Nghị thấy Chu An hấp tấp vội vàng, dừng xe lại, hạ cửa sổ xe xuống, Hạ Phi thò đầu ra hỏi có thấy cha tôi không? Cha tôi đâu? Trong lòng Chu An đang lo lắng tình trạng của con trai, vốn không muốn để ý đến, anh ta nhìn thấy Sa Thành Nghị, đương nhiên cũng biết Sa Thành Nghị biết chữa bệnh, bất kể là ở ám dạ hay là ở trên đường cũng đều có danh xưng là thần y. Chu An đi đến bên cạnh xe, cầu xin Sa Thành Nghị, anh Sa, cầu xin ngài cứu con trai tôi, nó sắp không qua khỏi rồi. Đây là lần đầu tiên Chu An cầu xin người khác. Hơn nữa còn là cầu xin đối thủ một mất một còn. Sa Thành Nghị nhìn đứa nhỏ, tình trạng rất không lạc quan, ở chỗ anh ta không có điều kiện y tế nào cả, cũng không có cách nào cứu đứa nhỏ. Trong mắt Chu An, sự chần chừ của Sa Thành Nghị bị cho rằng là không muốn cứu người, Chu An ngay tức khắc ôm đứa nhỏ quỳ gối bên cạnh xe, liên tục dập đầu mấy cái, anh Sa, chỉ cần anh chịu cứu con trai tôi, mạng này của tôi chính là của anh, Chu An tôi nhất định sẽ báo đáp anh, tôi cầu xin anh, cứu con trai tôi, cho dù giữa người lớn chúng ta có ân oán gì cũng không thể so được với đứa nhỏ. Nó mới ra đời, tôi cầu xin anh, cứu lấy nó. Nói xong, Chu An lại dập đầu mấy cái hết sức thành tâm. Đứa bé này quả thật sắp không xong rồi, nhưng Sa Thành Nghị lại là bác sĩ, cũng không thể thật sự thấy chết không cứu. Sa Thành Nghị lên tiếng, bế đứa nhỏ lên xe trước đã. Ngoài trời đang mưa, dầm mưa như vậy cũng có thể làm cho tình trạng của đứa trẻ càng nghiêm trọng hơn. Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc và cả Kawaii chuyển chỗ ngồi, nhường chỗ cho Chu An. Sa Thành Nghị xuống xe đến ghế sau, trước tiên kiểm tra kỹ tình trạng của đứa nhỏ một chút, vạn nhất cầm ô che mưa cho Sa Thành Nghị. Đứa nhỏ ngay cả hô hấp cũng rất yếu, trên người còn có mấy vết thương, đây đều là do Lục Gia Hành dùng gậy sắt đánh ở trong bụng mà thành. Sa Thành Nghị nhìn tình trạng của đứa nhỏ xong thì liên tục lắc đầu, mỗi lần lắc đầu, trong lòng Chu An lại lạnh đi một chút. Anh Sa, con trai tôi sao rồi? Có cứu được không? Vạn nhất, lấy hòm thuốc tới. Sa Thành Nghị ra lệnh cho Vạn Nhất. Vạn Nhất đến cốp xe lấy hòm thuốc. Sa Thành Nghị nói với Chu An, tôi chỉ có thể giúp anh bảo vệ tính mạng của đứa bé này trước, anh hãy đưa nó đến bệnh viện, điều kiện ở đây của tôi có hạn, không cứu được. Cảm ơn anh Sa, Chu An cũng biết tình trạng của đứa bé rất nguy hiểm. Bên trong xe bật điều hòa nên rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể của đứa bé cũng dần dần tăng trở lại. Khi Sa Thành Nghị cứu đứa bé, Vạn Nhất hỏi, anh từ trên núi xuống. Đứa nhỏ này là Tần Nhã Hân sinh ra phải không? Vậy anh có thấy đại ca và chị dâu của tôi không? Chu An nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặt bi thương nói, có thấy rồi. Hạ Phi vui mừng hỏi, cha mẹ tôi đâu? Chu An nhìn sang Hạ Phi, nói, rơi xuống vách núi hết rồi, mấy người đến trễ,
vách núi cao như vậy, rơi xuống đâu ra mà còn mạng nữa, cô hai và cả Lục Gia Hành cũng đều rơi xuống. Nếu như không phải muốn cứu đứa nhỏ này thì Chu An cũng đã đi xuống chân vách núi tìm người. Vừa nghe thấy người đã rơi xuống vách núi hết rồi, sắc mặt mọi người biến hóa rõ rệt. Hạ Vũ Mặc tức thì khóc ngay, cha ơi, mẹ ơi. Trong mắt Hạ Phi cũng có những giọt nước mắt dao động. Sa Thành Nghị và Vạn Nhất cũng không ngờ được sẽ có kết quả như vậy. Sau khi tiêm cho đứa nhỏ vài mũi xong, Sa Thành Nghị nói với Chu An, mau đưa đến bệnh viện đi. Chu An bế đứa bé, một lần nữa cúi đầu với Sa Thành Nghị, cảm ơn anh Sa, nếu con tôi có thể sống sót, đại ân đại đức của anh, Chu An tôi nhất định sẽ đền đáo. Đoàn người Sa Thành Nghị cũng vội vàng đi tìm Tô Yên và Lục Cận Phong, anh ta không để tâm đến lời Chu An nói, cũng không phải anh ta nể mặt Chu An mới cứu người. Mấy người lập tức lên núi, Chu An thì bế đứa nhỏ xuống núi đến bệnh viện. Lãnh Phùng dẫn theo lính cứu hỏa còn đang tìm người ở chân vách núi, đoàn người Sa Thành Nghị Vạn Nhất hội hợp với Lãnh Phùng. Vạn Nhất vội vàng hỏi, người đâu, tìm được chưa? Mưa lớn vô cùng, khó khăn trong việc tìm kiếm và cứu hộ tăng lên, có thể sạt lở đất bất cứ lúc nào, lính cứu hỏa cũng không dám leo lên vách đá để tìm người. Lãnh Phùng lắc đầu, trước mắt chỉ tìm được thi thể của Lục Gia Hành. Sa Thành Nghị nhìn thoáng qua vách núi, trong lòng cũng có chút lạnh lẽo, miệng thì lẩm bẩm, đều nói tai họa lưu lại ngàn đời, cái tên yêu nghiệt Lục Cận Phong này, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc vừa nghe không tìm được người mà lại tìm được thi thể Lục Gia Hành thì hai đứa đều khóc lên. Cha ơi, mẹ ơi! Cha ơi, mẹ ơi! Hai đứa nhỏ khóc và hét to, chúng nó mới tìm thấy cha mẹ của mình không lâu, không muốn một lần nữa trở thành trẻ mồ côi. Hai đứa nhỏ này cho dù khi huấn luyện trên đảo có thành tích xuất sắc, nhưng chung quy vẫn là trẻ con, khi đối mặt với việc cha mẹ mình đồng thời xảy ra chuyện, đương nhiên không thể khống chế được cảm xúc của mình. Kawaii nhìn Hạ Vũ Mặc khóc, cô bé cũng khóc theo. Lãnh Phùng phản ứng lại, nhìn Vạn Nhất một cái, không ngốc nữa. Vạn Nhất trong lòng cũng gấp gáp, lúc này còn xoắn suýt những thứ này, nhanh chóng tìm người. Lúc này, Lâu Doanh cùng Bạch Phi Minh cũng vội vã chạy tới. Anh Sa, đội trưởng Lãnh, tình huống thế nào rồi? Chị tôi đâu, anh có tìm thấy không? Lâu Doanh còn đang ở cách đó hơn 10 mét đã nghe thấy tiếng khóc của Hạ Vũ và Mặc Hạ Phi. Có thể làm cho hai đứa nhỏ này khóc khổ sở như vậy, đó nhất định là xảy ra chuyện. Có nhiều lính cứu hỏa thế này đang lục soát núi, chắc chắn là một vấn đề lớn. Lãnh Phùng nói, Lục Cận Phong cùng Tô Yên rơi xuống vách núi, hiện tại còn chưa tìm được người, trước mắt chỉ tìm được thi thể Lục Gia Hành. Vừa nghe thấy là rơi xuống vách núi, Lâu Doanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vách núi cao như vậy, từ đây rơi xuống còn sống được sao? Ngay sau đó, một lính cứu hỏa hét lên, tìm thấy rồi. Tất cả mọi người đều chạy tới, lính cứu hỏa tìm thấy Tần Nhã Hân trên vách đá. Lính cứu hỏa khiêng người xuống, khuôn mặt Tần Nhã Hân đã máu thịt nhoe nhoét, thế này là do bị tảng đá rạch trong lúc rơi xuống. Lính cứu hỏa khiêng người xuống. Khuôn mặt Tần Nhã Hân đã máu thịt nhoe nhoét, thế này là do bị tảng đá rạch trong lúc rơi xuống. Vạn Nhất ngăn cản ba đứa Hạ Vũ Mặc, Hạ Phi và cả Kawaii, đừng nhìn. Sa Thành Nghị tiến lên kiểm tra thử các dấu hiệu sống của Tần Nhã Hân, sau đó lắc đầu, đã chết rồi. Chương 528, tiến hành cứu người. Nghe thấy tin tức Tần Nhã Hân đã chết, trong lòng Lâu Doanh vô cùng vui sướng, nói tai họa này cuối cùng cũng đã chết, nếu không phải cô ta. Chị và anh rể tôi đã sớm được trải qua những ngày hạnh phúc rồi. Vạn Nhất nhíu mày nói, vách núi cao như vậy, Tần Nhã Hân cũng ngã chết, vậy lão đại và chị dâu cũng lành ít dữ nhiều. Lời của Vạn Nhất trong nháy mắt làm cho bầu không khí trở nên nặng nề. Đúng vậy, Lục Gia Hành và Tần Nhã Hân đều đã ngã chết, vậy Tô Yên và Lục Cận Phong còn có đường sống sao? Lần này Lãnh Phùng đưa người đến bắt Tần Nhã Hân, mọi người đều đã biết thân phận của Tần Nhã Hân rồi. Đối với Tần Nhã Hân, trong lòng mọi người đều căm hận, bây giờ Tần Nhã Hân rơi vào kết cục như vậy, có người vui vẻ, có người lại không buồn lắm. Tần Nhã Hân chết cũng quá thảm rồi, cả người toàn là máu, tay chân bị dây thừng trói, trên người hầu người không có chỗ nào nguyên vẹn. Lãnh Phùng sai người đưa thi thể Tần Nhã Hân đi, để tránh làm cho bọn nhỏ Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc nhìn thấy lại có bóng ma tâm lý. Cái chết của Tần Nhã Hân đã cho Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đả kích nặng nề. Chút hy vọng trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan. Bạch Phi Minh nhìn vách núi rồi nói, đi lên nhìn xem. Thi thể của Tần Nhã Hân được tìm thấy ở giữa sườn núi.
Mọi người tìm ở dưới vách núi lâu như vậy vẫn không thấy, vậy chỉ còn cách đi lên trên xem thử. Lâu Doanh nói, mình đi với cậu. Vừa nghe thấy, Vạn Nhất lên tiếng ngăn cản, trời còn đang mưa, đất lở sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào, hoàn toàn không đứng vững được, nếu cô bị ngã thì làm sao? Sự lo lắng của Vạn Nhất hiện trên mặt, nói chuyện cũng rõ ràng có trật tự, lúc này Lâu Doanh mới phản ứng lại, gà luộc, đầu óc anh ổn rồi à? Không ngốc nữa. Bây giờ Tô Yên và Lục Cận Phong gặp chuyện không may, sao Vạn Nhất còn có thể tiếp tục giả vờ nữa, chỉ có thể thừa nhận, đã ổn rồi, Lâu Doanh, nghe tôi, đợi mưa tạnh rồi hắn đi. Đợi mưa tạnh, nói không chừng thi thể của chị em đã lạnh rồi. Lúc này Lâu Doanh cũng không có thời gian truy cứu Vạn Nhất đã khỏe lại từ khi nào, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tô Yên và Lục Cận Phong. Lãnh Phùng nói, tôi cho người tới sườn núi thả một sợi dây thừng xuống, như vậy sẽ an toàn hơn. Phiền toái lắm, yên tâm, việc này không khó đối với tôi. Lâu Doanh và Bạch Phi Minh nhìn nhau, tìm lính cứu hỏa lấy hai cái rùi sắt, bắt đầu trèo lên trên. Thân thủ của hai người cũng không tồi, nhưng sau khi trời mưa, đá trên vách núi rất dễ trượt, một khi không chú ý sẽ bị ngã xuống. Ánh mắt Vạn Nhất nhìn chằm chằm Lâu Doanh, tim như thắt lại, không dám rời mắt, hai tay vẫn giữ tư thế có thể đón lấy bất cứ lúc nào. Lãnh Phùng cũng nhìn chằm chằm Bạch Phi Minh. Anh ta từng xem hai người này huấn luyện ngày thường, leo núi chỉ là chuyện nhỏ đối với họ. Việc này nếu như là ngày thường, anh ta cũng không lo lắng, nhưng lại là trời mưa. Sa Thành Nghị nhìn hai người đang bò lên, nói thầm, để cho hai người phụ nữ đi mạo hiểm, một đám đàn ông chúng ta đứng đây nhìn, ôi, thật xấu hổ. Đám đàn ông, lời này không cần phải nói ra, bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc đó Vạn Nhất cũng nhận ra. Anh ta ngoại từ việc có tiền thì không có gì bằng Lâu Doanh, là một người đàn ông cũng không bảo vệ được Lâu Doanh. Không đúng, Lâu Doanh cũng không phải thiếu tiền, chỉ tùy ý kinh doanh cũng có được mấy ngàn vạn. Sa Thành Nghị làm nghiên cứu trị bệnh cứu người thì có thể, còn nếu phải làm chuyện mạo hiểm như vậy, anh ta cũng không làm được. Nhìn thấy thân thủ mạnh mẽ của Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, những người lính cứu hỏa cũng cảm thấy bản thân không bằng, tỏa ra ánh mắt bội phục. Từ nhỏ Lâu Doanh và Bạch Phi Minh đã tiếp nhận huấn luyện tương đối hoang dã, lại thêm thực tế, thân thủ đương nhiên siêu phàm. Hạ Phi, Hạ Vũ mà còn quá nhỏ, bọn nhóc muốn lên tìm người, Sa Thành Nghị và mọi người cũng sẽ không đồng ý, hai anh em chỉ có thể lo lắng mà chờ đợi. Sa Thành Nghị và Vạn Nhất không được, nhưng ở đây còn có một người. Hai người đồng loạt nhìn về phía Lãnh Phùng. Lãnh Phùng tiếp nhận ánh mắt của Sa Thành Nghị và Vạn Nhất, nói, sở trưởng của tôi là phá án. Ngụ ý là, việc tìm kiếm cứu người như vậy, anh ta không giỏi. Sa Thành Nghị gật đầu, từ từ lên tiếng đề nghị, cục của cậu nên tuyển những nhân tài có thể phát triển về mọi mặt. Nhân tài giống như Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, trong cục lại không muốn bỏ qua, nhưng hai người này bởi vì chuyện lúc trước, đã không muốn làm việc cho cục nữa rồi. Đúng lúc này, Lâu Doanh trèo lên được một nửa đột nhiên dưới chân trơn trượt, chưa từ vách núi xuống. Lâu Doanh, đầu ngón chân Vạn Nhất nắm chặt. Tim như thắt lại. Lâu Doanh phản ứng nhanh, cắm rùi sắt vào khe đá, một tay nắm lấy rùi sắt, lúc này mới ổn định. Bạch Phi Minh dẫm lên tảng đá nhô ra rồi đến gần Lâu Doanh, hai người hoàn toàn dựa vào rùi sắt mà leo lên. Bạch Phi Minh hỏi, có vấn đề gì không? Không việc gì, Lâu Doanh vừa tiêm mũi thứ hai cách đây không lâu, hơn nữa từ hôm qua đến giờ chạy đi chạy lại không được nghỉ ngơi, thể lực cũng chống đỡ hết nổi, nên vừa rồi mới xảy ra tai nạn. Hai người nghỉ ngơi một lát để giữ sức, lại bò lên thêm mấy mét, Lâu Doanh vui mừng phát hiện ra Tô Yên. Chị! Lâu Doanh kích động la lên. Tô Yên ngã trên tảng đá nhô ta, mê man bất tỉnh, chân tay và mặt toàn là máu, không ai biết là sống hay chết. Lục Cận Phong ngã ở một tảng đá khác, Bạch Phi Minh xoay người nhảy, đi tới bên cạnh Lục Cận Phong, trước hết đưa tay xem thử, vẫn còn thở. Lâu Doanh ở gần Tô Yên nhất, cô ta bò lại phía Tô Yên. Tảng đá này không lớn, không biết có thể chịu được sức nặng của hai người hay không. Cô ta không dám lên, một tay treo rùi sắt, một tay vươn ra thăm dò hơi thở của Tô Yên. Bạch Phi Minh hỏi, thế nào? Lâu Doanh thử vài lần, cũng không thấy có hơi thở, cô ta sốt ruột, mang theo chút xoang mũi, còn chưa dò được hơi thở. Lâu Doanh không tin Tô Yên đã chết. Vạn Nhất ở dưới sườn núi la lớn, Lâu Doanh, tình hình sao rồi? Có tìm được người không? Lâu Doanh đáp, tìm được không, chị tôi không còn thở. Lâu Doanh bởi vì lo lắng sợ hãi, trong giọng nói đã mang theo nức nở.
Người ở dưới sườn núi vừa nghe thấy, sắc mặt đã thay đổi. Hạ Vũ Mặc gào khóc, mẹ, mẹ, hu hu. Hạ Phi hai mắt đờ đẫn, không thể tin được, nước mắt rơi xuống từng giọt. Kawaii đưa bàn tay nhỏ mập mạp ra lau nước mắt cho Hạ Phi, bản thân cô bé cũng khóc, anh Phi đừng khóc, đừng khóc. Lãnh Phùng vội vàng nói với nhóm lính cứu hỏa, mau lên núi, chuẩn bị dây thừng kéo người xuống. Tô Yên và Lục Cận Phong rơi ở bên cạnh vách núi, trời đang mưa chỉ có thể lên trên mà kéo. Nhóm lính cứu hỏa nhanh chóng lên núi, mọi người cũng đều đi lên, quăng dây thừng. Tình hình của Tô Yên rất nguy cấp, đều chọn cứu Tô Yên trước. Lâu Doanh buộc dây thừng vào người Tô Yên, cô ta đang kéo cơ thể Tô Yên, do những người ở trên kéo lên. Rất nhanh Tô Yên, đã được kéo lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ, trên mặt Tô Yên cũng bị đá hoặc là cành cây rạch vài chỗ, máu tươi đầm đìa, làm cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Mẹ! Mẹ! Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc chạy tới, đau lòng khóc lớn. Lâu Doanh cởi bỏ dây thừng cho Tô Yên, cô ta nhanh chóng mất hết sức lực, tê liệt ngồi dưới đất, nói với Sa Thành Nghị, nhanh, cứu người. Lâu Doanh đỡ lấy Lâu Doanh, Sa Thành Nghị trước hết thử hơi thở của Tô Yên, quả thật là không dò thấy hơi thở. Anh ta lấy ra từ trong hộp thiết bị nghe thử nhịp tim Tô Yên, mới miễn cưỡng nghe thấy một chút âm thanh tim đập. Còn có nhịp tim. Lời này của Sa Thành Nghị không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự an ủi lớn nhất. Mọi người nhanh tay lẹ chân, Hạ Phi lau nước mắt, giúp đỡ lấy hộp thuốc. Cậu cũng theo Sa Thành Nghị học lâu như vậy, vẫn hiểu rất nhiều phương pháp cấp cứu, có thể làm trợ lý cho Sa Thành Nghị. Lãnh Phùng bên này cũng phối hợp với Bạch Phi Minh kéo Lục Cận Phong lên. Sa Thành Nghị nói với Hạ Phi, nhóc đi kiểm tra cho cha nhóc trước một chút đi. Tô Yên bên này nguy kịch, Sa Thành Nghị không rời khỏi được. Chương 529, cuộc trò chuyện lúng túng giữa Lãnh Phùng và Bạch Phi Minh. Khám sơ qua thì hầu như Lục Cận Phong chỉ có các vết thương ngoài da, hai bên xương sườn bị gãy, còn tình hình cụ thể hơn nữa thì cần phải làm kiểm tra sâu thêm mới rõ được. Cơ thể của Tô Yên thì rất nan giải, có lúc thì lạnh có lúc lại nóng, Sa Thành Nghị khó mà có thể trực tiếp phán đoán được bệnh tình, thế nên tiếp theo chỉ có thể tiêm thêm mũi thứ hai vào người Tô Yên, về phần có hiệu quả hay không, việc đó cũng không rõ. Cả nhóm người di chuyển từ trên núi xuống bệnh viện trong thành phố. Sau đó lại đi máy bay trực thăng chuyển đến bệnh viện lớn nhất ở Đế Đô, đến nơi thì trời đã sáng rồi. Thể lực của Lâu Doanh cũng hồi phục một chút, Bạch Phi Minh đi theo Lâu Doanh, vạn nhất thì đi lấy đồ ăn cho Lâu Doanh, còn những người khác đều ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tô Yên và Lục Cận Phong đều đang ở phòng chăm sóc đặc biệt này. Chuyện xảy ra lớn như thế, Lệ Uyển và Tần Chấn Lâm, còn có cả vợ chồng nhà Lý Mộc Sinh đều bị sốc, bọn họ vội vã chạy đến bệnh viện chờ đợi từ lúc nửa đêm. Lưu Tuyết Lam không ngừng lau nước mắt, Tiểu Yên sao lại gặp nhiều tai họa như vậy chứ? Lệ Uyển là mẹ cô, bà nghe vậy đôi mắt cũng đỏ hoe, con gái mình vẫn chưa rõ sống chết thế nào, trái tim của bà vẫn luôn thắt lại. Tần Chấn Lâm cùng Lãnh Phùng đi ra ngoài, ông ta hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con gái của tôi đang yên ổn, sao tự nhiên lại rơi xuống vách núi? Lãnh Phùng thuật lại những chuyện đã xảy ra, anh ta cũng nói luôn cả chuyện của Tần Nhã Hân. Tần Chấn Lâm là cha của Tần Nhã Hân và Tô Yên, chuyện này hẳn là nên được biết. Khi Tần Chấn Lâm biết được chính Tần Nhã Hân đã dùng cách tự sát để đẩy Tô Yên và Lục Cận Phong xuống vách núi thì không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác trong lòng ông ta nữa. Đôi chân Tần Chấn Lâm mềm nhũn, loạng choạng hai bước, lập tức chảy nước mắt đầy mặt, ông ta hối hận rồi, ông ta không nên giao địa sát cho Tần Nhã Hân. Nếu ông ta làm như thế ngay từ đầu thì có lẽ thảm kịch sẽ không xảy ra. Lãnh Phùng nói tiếp, thi thể của Tần Nhã Hân đang trên đường đưa về, khi vụ án kết thúc, ông Tần có thể đến nhận thi thể bất cứ lúc nào. Không, các cậu có thể tùy ý xử lý thi thể của nó, tôi không có đứa con gái nào như vậy, nó không xứng đáng làm con gái của tôi. Tần Chấn Lâm vô cùng thất vọng, ông ta vừa buồn vừa tức giận đến mức thi thể cũng không muốn nhận. Cái loại vong ân bội nghĩa này, ông ta không muốn nhận. Lãnh Phùng biết Tần Chấn Lâm đang đau khổ, cũng không nói nhiều. Hiện tại Lục Cận Phong và Tô Yên vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, vụ án này vẫn cần phải có kết thúc, anh ta cần phải đi xử lý hậu sự. Lãnh Phùng nán lại bệnh viện thêm một lúc rồi rời đi. Vừa ra đến cửa bệnh viện thì gặp Vạn Nhất, anh ta đột nhiên hỏi, Vạn Nhất, cậu có sẵn sàng từ bỏ tính mạng của mình chỉ để cứu một người phụ nữ không? Thật ra khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lục Cận Phong liều mạng cố gắng cứu Tô Yên, Lãnh Phùng quá đỗi kinh ngạc.
Khoảnh khắc Tô Yên và Lục Cận Phong cùng rơi xuống, Lục Cận Phong không do dự chút nào nhảy qua tóm lấy Tô Yên. Lục Cận Phong rõ ràng có cơ hội chạy thoát, nhưng anh lại giữ chặt Tô Yên không buông, nếu không thì Tần Nhã Hân cũng sẽ không có cơ hội mà đẩy hai người vào chỗ chết. Theo quan điểm của Lãnh Phùng, cách làm của Lục Cận Phong quá mất trí và không hợp lý chút nào. Nghe Lãnh Phùng hỏi, Vạn Nhất không chút do dự nói, nếu người đó là Lâu Doanh, vậy thì tôi mang cả cái mạng này ra thì có làm sao đâu. Lãnh Phùng nghe xong, trong lòng anh ta có một loại cảm giác không thể giải thích được, trước đây anh ta cũng ngưỡng mộ Lâu Doanh, cũng từng tỏ tình hai lần nhưng đều thất bại, có thể nói việc đánh đổi cả tính mạng, đứng trên quan điểm cá nhân của anh ta không dám chắc, nhưng nếu đứng dưới góc nhìn của một cảnh sát nhân dân, anh ta có thể sẽ không thèm để ý tới. Việc bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân là nhiệm vụ và tín ngưỡng của anh ta. Cậu đi vào đi, tôi đi xử lý hậu sự đây. Lãnh Phùng vỗ vỗ vai Vạn Nhất, anh ta đi về phía xe của mình, ngồi vào trong xe, châm lên một điếu thuốc. Anh ta đã phá nhiều vụ án tương tự như vậy rồi, nhưng người cố chấp như Tần Nhã Hân, Lục Cận Phong hay Tô Yên, đều là những người có tính cách không dễ lay chuyển, thì quả thật đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp. Điếu thuốc trong tay anh ta đã cháy hết từ lúc nào không hay. Lãnh Phùng khởi động xe định rời đi thì thấy Bạch Phi Minh từ trong đó đi ra. Anh ta ấn cửa kính xe xuống hỏi, đi đâu thế, tôi chở cô đi nhờ một đoạn nhé. Bạch Phi Minh sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Lãnh Phùng vài giây, cô ta đi tới, mở cửa xe ra ngồi vào, số 88 đường Thúy Vi, trở về lấy quần áo cho Lâu Doanh thay. Thực ra có một điều quan trọng hơn, do có Vạn Nhất ở đây, hai vợ chồng nhà người ta chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói, cô ta nên rời đi để tránh bị nghi ngờ. Lãnh Phùng khởi động xe, lái đến đường Thúy Vi. Cả hai đều là những người kiệm lời ít nói, vậy nên cả dọc đường không ai nói một câu nào. Xe dừng chờ trước đèn giao thông, Lãnh Phùng cảm thấy bầu không khí có chút quá ngột ngạt, chủ động phá vỡ sự im lặng, có muốn nghe chút nhạc không? Bạch Phi Minh thích chữ như vàng, sao cũng được. Lãnh Phùng cũng biết tính cách của Bạch Phi Minh, cũng không so đo nhiều, chỉ chọn bừa một bài. Anh ta nhìn bộ đồ đàn ông trên người Bạch Phi Minh, ánh mắt dừng lại thêm vài giây. Bạch Phi Minh nhíu mày, đội trưởng Lãnh, anh dùng ánh mắt như nhìn tội phạm để nhìn tôi, khiến cho tôi không thoải mái chút nào. Lãnh Phùng. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Lãnh Phùng có chút xấu hổ nói, bộ đồ này của cô. Không tồi, rất đẹp trai. Anh ta thật sự là không tìm được lời gì để nói, chỉ có thể vụng về bắt chuyện. Chương 530, Lãnh Phùng tỏ tình. Bạch Phi Minh hơi lúng túng, cô ta nhìn xuống bộ đồ đàn ông của mình. Gật đầu nhìn được. Lần này thì lại đến lượt Lãnh Phùng lúng túng. Cái này không thích hợp là chủ đề để nói chuyện cho lắm thì phải, bầu không khí giữa hai người tràn ngập sự khó xử. Ngay cả bài hát chọn bừa, cũng có lời hát vô cùng xấu hổ. Chia tay vui vẻ, tôi rất hạnh phúc. Lãnh Phùng khó xử giật giật khóe miệng, từ khóe mắt liếc nhìn Bạch Phi Minh, nói, để tôi đổi bài. Bạch Phi Minh, sao cũng được. Cô ta không có thói quen nghe nhạc. Lần này Lãnh Phùng không dám tùy tiện đổi bài nữa, anh ta cố ý tìm một bài hát tiếng Ý mà mình không hiểu. Lãnh Phùng không biết tiếng Ý, vậy nên anh ta cũng không muốn Bạch Phi Minh hiểu. Ai mà ngờ Bạch Phi Minh lại hiểu ý nghĩa của lời bài hát chứ, ánh mắt cô ta phức tạp nhìn Lãnh Phùng, cũng không nói gì. Lãnh Phùng bị nhìn chằm chằm, cũng không biết nói gì, anh ta ổn định lại tâm tình để lái xe, chuyển chủ đề, sao đột nhiên cô lại ăn mặc thế này vậy? Thực sự là một đoạn hội thoại không ra làm sao cả. Bạch Phi Minh nói, cảm thấy rất đẹp trai. Lãnh Phùng. Đó không phải là những gì anh ta vừa nói sao? Trò chuyện với Bạch Phi Minh, Lãnh Phùng cảm thấy có chút lên đỉnh. Lãnh Phùng cũng không nói gì nữa, hai người đều không phải là người biết nói chuyện, vừa mở miệng thì cuộc trò chuyện đã rơi vào ngõ cụt luôn rồi. Đến đường Thúy Vi, Bạch Phi Minh xuống xe, đi hai bước, cô ta do dự vài giây sau đó quay đầu lại. Lãnh Phùng ngạc nhiên, còn có chuyện gì nữa? Đội trưởng Lãnh, tôi biết rằng anh đã tỏ tình với Lâu Doanh hai lần và cả hai lần đều thất bại. Trên mặt Lãnh Phùng đầy dấu chấm hỏi. Đang yên đang lành, nhắc chuyện này để làm gì? Lãnh Phùng lúng túng ho nhẹ một tiếng, Bạch Phi Minh lại nói, tạm thời tôi không có ý định yêu đương, vậy nên đội trưởng Lãnh, xin đừng phí công sức. Giọng điệu và thái độ của cô ta rất nghiêm túc. Lãnh Phùng từng nghĩ sóng não của Lâu Doanh là kỳ lạ lắm rồi, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy ngay cả tần sóng não của Bạch Phi Minh cũng đang bắt đầu tiếp cận Lâu Doanh là sao? Lãnh Phùng sững sờ, Bạch Phi Minh,
có phải cô hiểu lầm gì không? Trước khi Lãnh Phùng gặp Lâu Doanh và Bạch Phi Minh, anh ta chưa bao giờ cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, bây giờ thì sao, anh ta luôn có cảm giác mình đã già rồi, không theo kịp nhịp sống của người trẻ tuổi nữa. Chính là xuất hiện khoảng cách thế hệ đó. Nhưng anh ta chỉ mới ngoài 30 tuổi, hơn Bạch Phi Minh có vài tuổi thôi mà. Ánh mắt của Bạch Phi Minh ra hiệu cho Lãnh Phùng nhìn bảng điều khiển trong xe, bài hát trong xe vẫn chưa tắt, vẫn còn đang lặp đi lặp lại. Đội trưởng Lãnh, bài hát tiếng Ý mà anh chọn này, là bản tình ca lúc đàn ông người Ý tỏ tình với phụ nữ, cả một đường bài hát luôn lặp lại, chẳng lẽ không phải anh đang tỏ tình với tôi sao? Lãnh Phùng, cái cần nghe hiểu lại nghe không hiểu, cái không nên hiểu lại nghe hiểu, lại còn hiểu rất rõ. Lần trước lúc anh ta tỏ tình với Lâu Doanh, phải chăng Lâu Doanh có chỉ số thông minh bằng một nửa của Bạch Phi Minh thì sẽ không bị Vạn Nhất cướp mất. Lãnh Phùng vội vàng tắt bài hát, bởi vì có chút bối rối nên anh ta nói lắp, cái này, bài này tôi nghe không hiểu, không phải cô để tôi chọn bừa một bài sao? Nên tôi chọn bừa một bài. Sắc mặt Lãnh Phùng có chút đỏ lên, nhưng trong bóng tối cảm thấy có chút không rõ lắm. Bạch Phi Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặt không biểu tình. Lãnh Phùng căng thẳng đến mức lặng lẽ xoa xoa bàn tay, hỏi cô biết tiếng Ý à? Ừ, giọng điệu của Bạch Phi Minh lãnh đạm, cô ta nói tiếp, tôi nói được 7 hoặc 8 thứ tiếng, tiếng Ý là một trong số đó. Lúc Lâu Doanh đọc sách thì sẽ luôn buồn ngủ, nhưng khi cô ấy đọc loại sách này thì nó lại in sâu vào trong đầu tôi, vậy nên thuận tiện học thêm chút. Lãnh Phùng ngượng ngùng cười, anh ta khen, đúng là văn võ song toàn. Bạch Phi Minh, trước khi vào văn phòng, tôi đã điền đầy đủ thông tin, trên đó có ghi. Lãnh Phùng chỉ vội vàng nhìn lướt qua thông tin, một nửa thông tin mà Lâu Doanh và Bạch Phi Minh điền vào đều là ngụy tạo và bịa đặt, làm sao anh ta có thể biết rằng Bạch Phi Minh thực sự sẽ biết nhiều thứ tiếng như vậy. Vẻ mặt Lãnh Phùng trở nên hơi cứng ngắc vì xấu hổ, đúng rồi, mấy ngày trước Cục Lâm Nghiệp có nhắc tới cô trước mặt tôi, Bạch Phi Minh, trong khoảng thời gian cô bị giam giữ đã xảy ra chuyện gì à? Bạch Phi Minh nhìn Lãnh Phùng, không nói gì. Lãnh Phùng lập tức hiểu ra, Bạch Phi Minh không chịu nói không chừng là không tiện nói. Lãnh Phùng đã ở trong cục cảnh sát nhiều năm như vậy, ánh mắt biết quan sát này đương nhiên vẫn còn, Bạch Phi Minh, người này có lẽ không đơn giản. Thật ra không phải lúc đầu anh ta chuẩn bị kỹ càng rồi mới lôi Bạch Phi Minh ra, mà là vì anh ta có lý do của việc này, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định. Lãnh Phùng luôn tò mò về nơi mà Bạch Phi Minh bị nhốt trong khoảng thời gian đó, anh ta đã nghe qua, cũng phát hiện được hồ sơ của Bạch Phi Minh đã được mã hóa, không thể tìm thấy trong cơ sở dữ liệu. Lãnh Phùng khẽ cau mày, cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ trở lại cục. Ừm. Bạch Phi Minh đáp lại xong thì quay người đi vào khu chung cư. Tính cách này, thật lạnh lùng. Bệnh viện. Lâu Doanh thực sự đói đến mức phát hoảng, liên tiếp ăn hai bát mì vằn thắn. Cho dù có xảy ra chuyện lớn gì đi nữa thì cô ta cũng phải no bụng trước đã, hồi phục thật tốt rồi mới có sức lực để làm việc khác. Sau khi uống ngụm nước cuối cùng, Lâu Doanh thỏa mãn liếm môi một cái. Vạn Nhất nhìn hai hộp mì trống rỗng, nuốt một miếng nước bọt, đây là hộp mì vằn thắn loại 2, ba người ăn đó, trong đó có một phần là của anh mà. Sức ăn của Lâu Doanh rất lớn, vậy mà trên người cô ta lại không có chút mỡ thừa nào. Nhưng chỗ cần có thịt trên cơ thể thì nhất định sẽ có, chỗ nào không cần thì sẽ không có tí nào. Vạn Nhất lên tiếng, Lâu Doanh mới nhận ra bên cạnh mình vẫn còn có người. Chị gái và anh rể của em bây giờ sao rồi? Vạn Nhất nói, vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng của chị dâu nghiêm trọng hơn nhiều so với anh cả, việc này không mấy khả quan. Lâu Doanh ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cau mày một hồi, ánh mắt lập tức nhìn về phía Vạn Nhất. Cô ta hỏi, khi nào thì anh bắt đầu hết ngốc vậy? Trái tim của Vạn Nhất lệch một nhịp, quả nhiên việc gì đến rồi sẽ đến, không thể trốn tránh mãi. Ngay lúc em và Bạch Phi Minh đi tìm chị dâu, Sa Thành Nghị tiêm cho anh mấy mũi, đột nhiên khỏi luôn. Đột nhiên khỏi luôn, vậy sao? Lâu Doanh ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn thấy chổi lông gà đứng thẳng dựa trên tường, cô ta đi tới cầm chổi lông gà trong tay, phủi nhẹ vài cái, thứ này không tồi. Vạn Nhất lập tức run rẩy, trong lòng kêu thảm, ai lại không có việc gì mà để chổi lông gà ở đây thế? Vợ ơi, anh sai rồi. Vạn Nhất lẳng lặng đi tới cánh cửa bên cạnh, đóng cửa lại, nếu việc này thật sự là bạo lực gia đình, cũng sẽ không ai nhìn thấy đâu nhỉ. Anh gọi em là gì cơ? Lâu Doanh đưa mắt nhìn, để cho Vạn Nhất tự mình lĩnh hội. Vạn Nhất nói nhỏ, bây giờ em là vợ của anh,
chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi đấy. Lâu Doanh giơ chổi lông gà lên, giọng điệu rất nghiêm túc, vạn nhất, trên đời này em ghét nhất bị người khác lừa dối. Vợ, anh không muốn lừa dối em. Vạn nhất lập tức sờ sờ lỗ tai của mình, cúi đầu, thành thật nói, lúc đầu anh muốn nói với em, nhưng anh nghe nói em muốn ly hôn với anh, nên anh chỉ có thể giả vờ. Lâu Doanh cười lạnh một tiếng, vậy là lúc đó anh đã khỏi rồi. Cục dân chính không có thông tin gì về hai chúng ta, cũng là do anh giở trò sao. Anh đã gọi điện cho đại ca, nhờ đại ca giúp đỡ chút, nhưng anh cũng phải trả giá, anh đã hứa rằng anh sẽ trả hết kinh phí của ám dạ trong vòng 5 năm tới. Cái gì? Lâu Doanh trợn to mắt, tiền anh rể bỏ ra để mua thiết bị cũng là của anh ư. Tên phá hoại này, đấy là mấy trăm vạn đó, tên tiêu tiền hoang phí này, dù nhà có nhiều tiền đến mấy thì cũng không trả đủ cho tai họa mà anh gây ra. Chương 531, đau lòng lắm. Lâu Doanh vốn dĩ rất tức giận Vạn Nhất đã lừa dối cô ấy, nhưng giờ cô ấy đã chuyển sang đau lòng cho hàng trăm triệu đó rồi. Đó đều là tiền đấu, đau lòng quá. Càng nghĩ đến đó, Lâu Doanh càng đau đớn, tức giận đến mức đánh vào người Vạn Nhất một cái, lần này ra tay không hề không biết nặng nhẹ như lần trước nữa, chiếc khăn lông đánh lên người anh ta chỉ như gãi ngứa mà thôi. Trong lòng Vạn Nhất thầm mừng rỡ, đây là vợ đang đau lòng cho anh ta rồi. Được lên chính thức với chưa lên chính thức đúng là vẫn có sự khác biệt lớn. Bây giờ đã có giấy chứng nhận rồi, chính là một gia đình. Vợ, em đừng nóng giận, sau này anh sẽ kiếm lại cho em, nhà chúng ta không thiếu tiền đâu. Nghe Vạn Nhất mở miệng câu nào câu nấy cũng toàn là kêu vợ, Lâu Doanh cảm thấy khó chịu, trước đây não Vạn Nhất bị hỏng, cô ấy nghe xong cũng không có cảm giác gì, nhưng nghe thấy lại khiến người ta nổi da gà. Không được gọi em là vợ. Lâu Doanh giơ chiếc khăn lông lên đe dọa. Vậy gọi là bà xà, em yêu, cục cưng, bé cưng. Cái nào cái nấy cũng xến xúa. Đều không được gọi, hãy gọi em là chị. Lâu Doanh nổi da gà, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy bên ngoài chạy đến, như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Cô ấy nhét khăn lau lông vào người Vạn Nhất và tự mình đi ra ngoài. Có không ít bác sĩ đang chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Lâu Doanh nghĩ rằng Tô Yên và Lục Cận Phong vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, vì vậy cô ấy vội vã chạy đến hướng đó. Quả nhiên, bệnh tình của Tô Yên đã nguy cấp rồi. Bác sĩ và Sa Thành Nghị đều đang cấp cứu bên trong, Thương Quan Ân cũng đã vào trong để giúp đỡ. Ông cụ Lục xuống núi ngay trong đêm và đến bệnh viện. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đứng canh trước cửa không chịu rời đi. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả đều bạn bè và người thân quan tâm đến Tô Yên. Lệ Uyển mắt đỏ hoe hết lần này đến lần khác, Tô Đình Nghiêm đi đi lại lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Vũ Mặc khóc, mẹ sẽ chết sao, ông nội, mẹ sẽ chết sao. Khi ông cụ Lục nghe tiếng khóc của Hạ Vũ Mặc, trái tim ông như vỡ ra. Tiểu Vũ, đừng khóc, mẹ của cháu sẽ không sao đâu. Hạ Phi nắm chặt bàn tay nhỏ lại, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Không được khóc, mẹ sẽ không sao đâu. Những lời của Hạ Phi khiến Hạ Vũ Mặc ngừng khóc, nhưng cậu nhóc vẫn còn đang thút thít, trong lòng sợ hãi vô cùng. Kawaii nhìn Hạ Phi, đi tới, nắm lấy tay Hạ Phi, hai mắt ngấn nước nhìn Hạ Phi. Kawaii không cần nói gì, trái tim của Hạ Phi cũng đã bình tĩnh lại được một chút. Lần cấp cứu này kéo dài suốt một giờ, cả Sa Thành Nghị và Thương Quan Ân đều đổ đầy mồ hôi bước ra, tất cả đều căng thẳng. Hai người cũng đều là y thuật siêu phàm, hầu như chưa bao giờ xảy tay, cũng chưa bao giờ căng thẳng như hôm nay. Người nằm trên giường bệnh chính là Tô Yên đang, nếu có sơ suất, nhóm người bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt sẽ ngã quỵ mất, nếu Lục Cận Phong tỉnh lại cũng sẽ không thể chịu được đả kích này. Như thế nào, Tiểu Yên thế nào, hai mắt Lệ Uyển đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Thương Quan Ân nói, hiện tại vẫn ổn, tình hình của Tiểu Yên có chút đặc biệt. Tối nay tôi sẽ ở lại bệnh viện theo dõi với anh Sa. Tất cả mọi người đều quay về đi, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người. Mọi người cũng không thể lại bệnh viện mãi như vậy được. Lệ Uyển là người đầu tiên nói rõ, tôi sẽ ở lại đây canh chừng, những người khác về đi. Bây giờ có về nhà cũng không ngủ được. Tần Chấn Lâm nói, tôi cũng sẽ ở lại. Lý Mộc Sinh và Lưu Tuyết Lam đưa mắt nhìn nhau và nói, chúng tôi sẽ đưa bọn trẻ trở về. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đều không muốn rời đi, vì vậy Sa Thành Nghị nói, hai anh em hai đứa về trước đi, ngày mai quay lại, tin tưởng tôi, có tôi ở đây, cha và mẹ hai nhóc sẽ không sao đâu. Sa Thành Nghị không bao giờ sơ suất,
Hạ Phi chỉ tôn sùng có hai người, một là Lục Cận Phong và một là Sa Thành Nghị. Thầy Sa, vất vả cho thầy rồi. Khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Phi nghiêm túc cúi chào Sa Thành Nghị. Hành động này của Hạ Phi khiến mũi ai cũng cay xè. Hạ Vũ Mặc cũng khom lưng cúi đầu trước Sa Thành Nghị và Thương Quan Ân theo anh mình. Mới ngần đó tuổi đã phải chịu đựng được những điều này thực sự đã làm khó hai đứa nhỏ rồi. Ông cụ Lục dắt hai đứa trẻ và nói, tôi sẽ đưa chúng về. Nếu có chuyện gì thì phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Lâu Doanh không yên tâm để ông cụ Lục đưa hai đứa trẻ về nên cùng với Vạn Nhất đi tiễn. Vợ chồng Lý Mộc Sinh cũng tạm thời về trước. Đêm này đã định sẽ khiến nhiều người phải mất ngủ. Tô Yên không chỉ thương nặng mà trong người còn có cả virus, vì chậm trễ uống thuốc nên lần tiêm thứ hai cũng không có tác dụng gì. Sa Thành Nghị và Thương Quan Ân không nói với mọi người chuyện này, nói ra sẽ chỉ khiến mọi người lo lắng hơn nữa mà thôi. Chuyện gấp rút nhất bây giờ là phát triển một loại thuốc vừa có thể kéo dài sự sống cho Tô Yên đồng thời cũng có thể cứu Tô Yên. Sa Thành Nghị đưa Hạ Huy, Vệ Long và Vệ Hải đến bệnh viện tâm thần ngay trong đêm. Anh ta sẽ đi gặp Tô Duy. Anh ta nhất định phải biết Tô Duy đã lấy virus từ đâu thì mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc. Bệnh viện tâm thần. Tô Duy chỉ mới sống ở đây được vài ngày đã rất tiều tụy. Bởi vì cậu ta bị gãy xương vai, còn chịu không ít chèn ép khi ở trong đây. Bởi vì những trải nghiệm này khiến cho bệnh tình của Tô Duy càng thêm trầm trọng, tính cách thứ hai thường xuyên xuất hiện, tính cách đầu tiên đã nhanh chóng dần dần biến mất. Sa Thành Nghị nhận ra điều này, trong lòng thầm nghĩ không tốt rồi. Vì để ngăn Tô Duy làm tổn thương người khác, những người trong bệnh viện tâm thần đã cùm chân và còng tay cậu ta lại. Sa Thành Nghị tức giận, không phải mấy người đang ép cậu ta đi vào con đường hủy diệt hay sao? Nhân viên trầm giọng nói, chúng tôi không còn cách nào khác. Sau khi cậu ta vào đây, cậu ta đã luôn gây chuyện, không phối hợp điều trị. Cậu ta đã làm bị thương vài bác sĩ và y tá rồi. Bây giờ không ai dám đến gần cậu ta. Quên đi, Sa Thành Nghị đang gấp đi cứu Tô Yên, hiện tại cũng không thể nào quan tâm đến Tô Duy như thế nào nổi nữa. Sa Thành Nghị đẩy cửa bước vào, Tô Duy bị xích vào song sắt, sợi xích đủ dài để cậu ta có thể di chuyển trong phạm vi 2 mét. Tô Duy đang ngồi trên giường, dựa vào tường. Nhìn chằm chằm Sa Thành Nghị với đôi mắt đỏ hoe, hằn học, muộn như vậy rồi mà còn đến gặp tôi, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn rồi, để tôi đoán xem, là Lâu Doanh hay là Tô Yên. Tô Yên, Sa Thành Nghị trực tiếp nói rõ mục đích của chuyến ghé thăm, Tô Yên đã chậm trễ việc tiêm mũi thứ hai. Cô ấy ngã từ vách núi xuống, trên người bị gãy xương nhiều nơi, não bộ bị thương nặng. Bây giờ cô ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đang hấp hối. Virus ban đầu cậu cho vào người cô ấy rốt cuộc là đến từ đâu? Thuốc cậu đưa không có tác dụng và virus đã đột biến. Chỉ có thể nghiên cứu thuốc giải độc mới có thể cứu được Tô Yên. Tô Duy cười, nói ba chữ tôi không biết. Tô Duy cười ngạo nghễ, đắc ý, con nhỏ đê tiện đó, lẽ ra cô ta chết từ lâu rồi, tôi đã cho cô ta thuốc giải rồi. Cô ấy là chị gái của cậu, Sa Thành Nghị xa sầm nét mặt nói. Một người muốn giết tôi. Không xứng làm chị gái tôi. Tô Duy nói, đừng lãng phí thời gian công sức nữa, tôi sẽ không nói đâu. Khóe miệng Sa Thành Nghị co giật, cậu sẽ nói. Không thể nào. Tô Duy vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông vang lên. Sau khi tiếng chuông vang lên 3 lần, Sa Thành Nghị đột nhiên hét lên, Tô Duy, nhìn tôi này. Tô Duy vô thức nhìn về phía Sa Thành Nghị búng tay, đôi mắt của Tô Duy ngay lập tức trở nên mờ mịt. Đây chính là thôi miên. Ngay từ khi Sa Thành Nghị vào, anh ta đã dự tính trước tạo môi trường để thôi miên Tô Duy. Sa Thành Nghị bước đến gần Tô Duy và hỏi, nói cho tôi biết, loại virus mà cậu đã tiêm vào cơ thể Lâu Doanh đến từ đâu? Từ Myanmar. Chương 532, Lục Cận Phong tỉnh rồi. Chuyện Tô Yên và Lục Cận Phong gặp nạn đã được bê lên hot search vào sáng sớm hôm sau. Cũng không biết là ai đã làm nữa. Hiện tại tâm tư của mọi người đều dồn lên Tô Yên và Lục Cận Phong, mấy lời lý giải ở bên ngoài cũng không ai màng để ý tới mà đáp lại. Sáng sớm Chu Kiệt nhìn thấy hot search đã biết Tô Yên hiện đang hấp hối, bèn lập tức dặn dò quản gia, chuẩn bị xe tới bệnh viện. Anh ta thậm chí còn không ăn sáng, vội vàng đi tới bệnh viện. Lúc Tô Vân xuống lầu dùng bữa sáng đã hỏi người giúp việc, anh hai tôi đâu? Từ sau khi Chu Kiệt nói sẽ xem Tô Vân như em gái thì người này cũng không ngại mà kêu anh hai, địa vị ở trong nhà cũng tăng lên không ít. Cậu cả đã ra ngoài rồi ạ,
dường như là mợ cả nhà họ Lục xảy ra chuyện. Người giúp việc nói, bây giờ cũng đã lên hot search rồi, cô hai, cô cứ lên mạng xem thử đi ạ. Tô Vân vẫn không cảm thấy hài lòng lắm với cái danh xưng cô hai này, trước đó ở nhà họ Tô cô ta đã bị Tô Yên đè đầu rồi, cho nên chỉ có thể làm cô hai. Bây giờ về nhà họ Chu lại bị vướng Chu Minh Nguyệt nên cô ta lại chỉ có thể làm cô hai. Tô Vân vừa nghe Tô Yên gặp chuyện đã vội vàng lên mạng xem, thầm nói một tiếng, thật sự sắp chết rồi. Phản ứng đầu tiên của cô ta là phấn khởi, cuối cùng Tô Yên cũng sắp chết rồi. Đấu đá nhiều năm như vậy, Tô Yên có được vinh hoa phú quý thì đã sao, vẫn không phải là chết sớm hơn cô ta đó sao. Tô Vân muốn cười to ba tiếng, nhưng lại nghĩ tới mỗi lần Tô Yên gặp chuyện đều phước lớn mạng lớn tránh được nên cũng không có vui mừng quá sớm. Tôi ra ngoài một chuyến. Tô Vân hào hứng lái xe đi tới bệnh viện xem thử. Ở nhà họ An. An Hình thấy mục tin tức phát trên TV cũng biết Tô Yên xảy ra chuyện, lúc này cũng muốn tới bệnh viện. Cô ấy dùng sức gõ cửa, An Minh, thả tôi ra ngoài, Tô Yên gặp chuyện rồi, tôi phải tới bệnh viện. Từ khi xảy ra chuyện này, An Hình đều bị cấm cửa, không được phép đi đâu cả. An Chí Thanh đã ra khỏi nhà rồi, người giúp việc trong nhà cũng không ai dám quản chuyện này. Mặc cho An Hình có gõ cửa như nào cũng đều không có ai mở, điện thoại cũng bị tịch thu, vốn dĩ cô ấy không còn cách nào liên lạc với bên ngoài nữa. An Hình sốt ruột đến mắng to, An Minh, tên khốn kiếp anh là cái đổ vong ân bội nghĩa, mau thả tôi ra ngoài, nếu không tôi liều mạng với anh. Tôi đây sẽ không bỏ qua cho anh đâu, tội hận anh cả đời này. An Hình mắng rất lâu, mắng đến mệt lả, cửa sổ nhỏ trên cửa bỗng mở ra. Vì để đề phòng An Hình chạy trốn nên An Minh đã sai người làm một cái lỗ nhỏ trên cửa, một ngày sẽ có người giúp việc đưa cơm ba bữa tới cho cô ấy. An Minh đưa cho người kia một bình nước, lạnh giọng nói, khát nước chưa, uống đi rồi chửi tiếp. An Hình giận đến không chịu được, khốn kiếp, anh vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe đúng không, nhanh mở cửa ra. Tô Yên xảy ra chuyện rồi, tôi phải tới gặp cậu ấy. Tô Yên xảy ra chuyện thì có bác sĩ trong bệnh viện lo. Em tới đó thì cô ta có thể tỉnh dậy được sao? Gương mặt điển trai của An Minh cũng xuất hiện phía sau ô cửa nhỏ, nhìn An Hình bằng ánh mắt rất lạnh, ngày nào em còn chưa thu lại cái tính nết này thì ngày đó cũng đừng hòng đi ra ngoài, nói không chừng lúc em cầu xin tôi lại thấy vui vẻ mà có thể thả em ra ngoài đi dạo một chút. Dạo một chút, anh đang nói dắt chó đó hả? An Hình tức giận nói, anh bảo một đứa con gái cứng cáp như tôi hạ mình làm một tên khốn cầu xin tha thứ à? Nằm mơ đi, chờ cha tôi về rồi xem thử anh còn có thể kiêu ngạo tới khi nào. An Minh phì cười một tiếng, em thật sự nghĩ cha của em đi công tác à? Với cả chuyện cha không biết em bị tôi nhốt ở đây. An Hình nghe như vậy lại cảm thấy lạnh toát cả người, anh có ý gì? Cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi, bên ngoài rất loạn. Thức ăn mang tới em muốn thì ăn, không thì nhịn, chết đói rồi tôi sẽ nhặt xác cho em. An Minh nói xong câu này lại đóng ô cửa nhỏ lại, bỏ đi. An Hình tức giận quẳng hết đồ trong phòng chút nỗi lòng, nghĩ tới An Minh cô ấy lại thấy thất vọng rồi đau lòng nằm khóc trên giường. Khóc đủ rồi, cô ấy lau nước mắt liếc nhìn ra cửa sổ, dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Cô ấy không chút nghĩ ngợi cầm ghế lên đập nát cửa sổ, sau đó lấy hết vỏ chăn gối và ga giường buộc chặt lại ném xuống phía dưới, vừa đang chuẩn bị leo xuống đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hình Hình, là Lý Văn. An Hình mừng rỡ nhìn thấy Lý Văn leo tường qua tới. Đã mấy lần anh ta tới tìm An Hình nhưng đều không thấy người đâu, người giúp việc hoặc An Minh đều nói với anh ta rằng cô ấy đã đi du lịch rồi. Lý Văn không tin, lúc này mới nhân cơ hội An Minh rời đi mà leo tường vào. An Hình mừng rỡ vẫy tay, Lý Văn, mau giúp tôi với. Tiếng ghế đập cửa sổ đã bị người giúp việc nghe thấy, từ phía cửa sổ nhìn thấy An Hình muốn nhảy xuống bèn hoảng sợ vội vàng khuyên nhủ, cô cả, cô đừng nghĩ quẩn mà, cao lắm, sẽ rất nguy hiểm đó. An Hình tận dụng lúc người giúp việc mang chìa khóa tới mở cửa phòng đã men theo ga trải giường mà leo xuống, đám người hầu đã nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Lý Văn kéo An Hình chạy ra từ phía cửa lớn, người giúp việc tranh thủ thời gian gọi cho An Minh. An Minh đang lái xe giữa đường, nhận được điện thoại biết được An Hình bỏ trốn với Lý Văn đã tối sầm mặt mũi, lập tức quay đầu xe. Lòng nóng như lửa đốt khiến An Minh không nhìn thấy chiếc xe bên cạnh đang chạy tới, đợi tới khi anh ta phát hiện thì đã không kịp tránh nữa. Chỉ nghe rầm một tiếng, chiếc xe đã lật nghiêng. Mà cùng lúc đó, An Hình và Lý Văn đang chạy tới bệnh viện. Lâu Doanh và Vạn Nhất ngồi đợi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt suốt một buổi tối đã thấm mệt rồi,
Lúc này Thượng Quan Ân trước đó vào trong phòng chăm sóc đặc biệt kiểm tra cũng đã quay trở ra, mang theo một tin tốt. Lục Cận Phong tỉnh rồi. Chương 533, cô, lì đòn không? Lục Cận Phong mở mắt ra, đập vào mắt là một luồng ánh sáng trắng lóa, phải mất một lúc anh mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng, khung cảnh xung quanh cũng dần rõ ràng trở lại. Rơi vào tầm mắt là khuôn mặt của Vạn Nhất, Lâu Doanh còn cả Sa Thành Nghị. Vạn Nhất vui mừng nói, đại ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Những vết thương của Lục Cận Phong phần lớn là ngoài da, trong lúc rơi xuống đã vực dậy bản năng sinh tồn, cộng thêm được đào tạo quanh năm có năng lực tự vệ nhất định nên hiện tại mới nhặt được một mạng. Lâu Doanh cũng rất kích động, anh rể. Sa Thành Nghị cũng rất hào hứng, anh cũng coi như đã tỉnh rồi, còn sớm hơn mấy tiếng so với suy nghĩ của tôi. Yên đâu? Cô ấy sao rồi? Đây là câu nói đầu tiên mà Lục Cận Phong mở miệng nói sau khi tỉnh lại, cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Giọng nói của anh khàn đặc, cảm giác nói chuyện có chút khó khăn. Cả ba người ở đây đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đều không muốn nói sự thật cho Lục Cận Phong biết. Sa Thành Nghị nói, anh vừa mới tỉnh lại, đừng nói quá nhiều. Advertisement. Tôi hỏi mấy người, Yên sao rồi? Lục Cận Phong vừa nhớ lại tình hình lúc ngã xuống núi đã thấy tóc gáy đều dựng đứng, vô cùng sợ hãi. Không phải anh sợ mình chết, mà là sợ không cứu được Tô Yên. Anh nhớ lúc Tần Nhã Hân đập xuống, thời khắc đó mình đã dùng sức đẩy Tô Yên lên phía trên tảng đá lớn, rồi chuyện xảy ra sau đó đã không còn nhớ được nữa. Lục Cận Phong có chút bùi ngùi, cuối cùng không màng tới vết thương, gắng sức ngồi dậy. Cũng vì lúc rơi xuống núi cánh tay bị va đập dẫn tới bị thương. Cho nên vừa dùng sức chống tay ngồi dậy đã lập tức cảm giác một trận đau nhức dữ dội. Hừm, Lục Cận Phong đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn Nhất vội vàng nói, đại ca anh mau nằm xuống đi, chị dâu đang nằm ở phòng kế bên, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy. Mặc dù tình hình rất nguy cấp nhưng mà tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, anh đừng lo lắng. Advertisement. Lục Cận Phong chỉ nghe được một vế trong câu nói đó. Tình hình của Tô Yên rất nguy cấp. Đưa tôi đi xem cô ấy, nhanh. Lục Cận Phong không thể chờ được, một khắc cũng không. Ba người bên đây đều biết với tính cách của Lục Cận Phong thì không thể nào không cho anh đi xem được. Sa Thành Nghị nói, bây giờ bọn tôi đẩy anh qua đó. Lục Cận Phong nằm trên giường bệnh, được đám Sa Thành Nghị, Vạn Nhất và Lâu Doanh đẩy đi qua phòng bên cạnh. Tô Yên đeo mặt nạ dưỡng khí, mờ u bàn tay bị ghim kim tiêm đang truyền chất lỏng, khuôn mặt cũng đã được băng bó sơ qua. Sa Thành Nghị giải thích, trong lúc ngã xuống sườn núi, mặt của Tô Yên bị va đập dẫn tới bị thương, vết thương có chút sâu, nhiều xương trong người bị gãy cộng với xuất huyết trong. Còn có, thuốc mà Tô Duy cho đã mất đi hiệu lực, virus biến thể rồi, tôi và ngài thượng quan đang nghiên cứu chế tạo thuốc giải lần nữa. Biết được ngọn nguồn của virus rồi, lần này sẽ nhanh chóng có thể nghiên cứu ra được đâu. Bên tai Lục Cận Phong như thể được dựng lên một tấm bình phong che chắn lại, không nghe thấy được gì cả. Trong mắt anh chỉ có Tô Yên đang hấp hối đấu tranh với sinh mệnh kia. Bên trong đôi mắt thâm thúy kia dường như có màng nước đang rung chuyển. Lục Cận Phong là ai chứ? Là đầu tàu của tập đoàn Lục Thị ở Đế Đô, trong giới kinh doanh chỉ cần dậm chân một cái đã có thể khiến người trong cả hai giới trắng đen kia mất ăn mất ngủ 3 ngày 3 đêm. Một đứa con trời như vậy, có ai từng thấy anh rơi nước mắt? Ai mà tin Lục Cận Phong biết khóc chứ? Sa Thành Nghị và Vạn Nhất đã quen biết Lục Cận Phong nhiều năm vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Cận Phong rơi lệ, trong lòng cũng đều chấn động. Ai cũng nói rằng đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đụng tới chỗ đau lòng mà thôi. Sa Thành Nghị liếc mắt ra hiệu cho Vạn Nhất và Lâu Doanh, cả ba người thức thời ra ngoài để lại không gian riêng cho Lục Cận Phong và Tô Yên. Giường bệnh của Lục Cận Phong và giường bệnh của Tô Yên được xếp song song với nhau, cả ba người vừa đi đã thấy Lục Cận Phong run run đưa tay ra. Nhẹ nhàng nắm chặt tay của Tô Yên. Một giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, trượt qua sống mũi, chảy vào trong con mắt còn lại. Vợ ơi! Âm thanh của Lục Cận Phong nức nở, trước mắt là Tô Yên bị trọng thương, người phụ nữ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại bị tổn thương thành ra như vậy, hỏi anh làm sao có thể chấp nhận được chứ? Bên ngoài phòng bệnh, bầu không khí cũng rất nặng nề, u ám. Ông cụ Lục, Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc và Kawaii đều đã tới. Biết được Lục Cận Phong đã tỉnh, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ Mặc càng khóc to hơn, cha tỉnh rồi, mẹ cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Ông cụ Lục rất vui mừng, trên mặt Hạ Phi cũng có thể nhìn thấy được vẻ phấn khởi.
Lục Cận Phong tỉnh lại cũng là đại diện của một dấu hiệu tốt. Sa Thành Nghị và Thượng Quan Ân cũng vội vàng tiếp tục nhốt mình trong thí nghiệm để nghiên cứu. An Hinh và Lý Văn tới bệnh viện, cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Tô Yên vẫn đang hôn mê, nhưng hiện tại người thân không được vào trong phòng chăm sóc đặc biệt thăm, cũng không ai nhìn thấy Tô Yên cả. Chu Kiệt đi tới bệnh viện, lấy tư cách là bạn bè mà hỏi bác sĩ về bệnh tình của Tô Yên. Bác sĩ nói, tình hình rất không khả quan, tỷ lệ sống sót hiện tại chỉ có 10%. Người bác sĩ này có tham gia giải phẫu cho Tô Yên, nhưng mà cũng chỉ là yểm trợ Sa Thành Nghị và Thượng Quan Ân mà thôi. Tình hình của Tô Yên rất xấu, nếu như để cho ông ta đích thân chữa trị thì quả thật chỉ có 10% thành công. Theo suy nghĩ của ông ta thì Sa Thành Nghị và Thượng Quan Ân cũng không có tài cán lớn đến mức có thể chữa khỏi cho bệnh nhân này được, cho nên mới dám nói mấy lời như vậy với Chu Kiệt. Nếu như không thể nghiên cứu ra được thuốc giải, quả thật tình hình của Tô Yên rất nguy kịch. Sau khi biết được tình trạng của Tô Yên, Chu Kiệt cảm thấy suy sụp, có cảm giác như vạn vật xung quanh đều trở nên mơ hồ. Tô Yên chính là sắc màu xinh đẹp nhất xung quanh cuộc đời của Chu Kiệt. Tô Vân đứng ở cửa phòng bác sĩ nghe lén nội dung cuộc trò chuyện, trong lòng thầm thấy mừng rỡ. Xem ra, lần này Tô Yên chết chắc rồi. Vừa nghĩ tới chuyện người kia phải chết, Tô Vân chợt nhận ra vậy không phải Lục Cận Phong quá vợ rồi ư. Nói cách khác, vị trí mợ cả nhà họ Lục bỏ trống rồi. Vị trí mợ cả nhà họ Lục bây giờ to lớn hơn vị trí mợ cả nhà họ Sở gấp nhiều lần. Ý nghĩ đó vừa xoẹt qua trong đầu, trong lòng Tô Vân càng thấy thêm thoải mái. Tô Vân cũng biết Lục Cận Phong đã tỉnh bèn quyết định sẽ tiếp xúc với Lục Cận Phong nhiều thêm một chút, trước hết để lại một ấn tượng tốt, nói không chừng thật sự có thể thành công. Lúc này, Tô Vân hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước từng bị Lục Cận Phong chém đứt một ngón tay. Con người, đúng là sẹo lành rồi sẽ quên mất cảm giác đau đớn trước đó. Lục Cận Phong được đưa tới phòng bệnh thường, người trong nhà họ Lục đều đến bệnh viện thăm hỏi, nhưng đều bị Vạn Nhất và ông cụ Lục đuổi cả rồi. Tần Chấn Lâm cũng qua thăm Lục Cận Phong, lấy danh nghĩa là cha vợ mới có thể vào nhìn Lục Cận Phong một cái. Tần Chấn Lâm thấy Lục Cận Phong, trong đầu cũng đầy cảm xúc rối bời, nhất thời không biết nên nói gì, do dự mãi hồi lâu mới gượng gạo nói một câu, con rể, cố gắng dưỡng thương, Yên Yên bên kia có đám Thượng Quan Ân chăm sóc rồi, con đừng lo lắng. Lục Cận Phong không lên tiếng, từ sau khi từ trong phòng chăm sóc đặc biệt trở ra, trên mặt anh không bày ra bất cứ biểu cảm gì. Ngay cả nhìn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng đều không có chút cảm xúc. Tần Chấn Lâm thở dài một hơi, lại nói, bi kịch hôm nay có một nửa trách nhiệm là do cha quyết định rồi, sẽ giải tán địa sát, từ nay về sau sẽ không còn địa sát trong giới nữa. Theo suy nghĩ của Tần Chấn Lâm thì chuyện Lục Cận Phong và Tô Yên có ngày hôm nay đều là do ông ta trước đó đã giao địa sát cho Tần Nhã Hân, quá mức dung túng mới xảy ra bi kịch này. Ánh mắt Lục Cận Phong u ám. Hồi lâu sau mới trầm giọng nói một câu, là con không bảo vệ tốt cô ấy. Chuyện này, Lục Cận Phong không trách người khác, là anh không bảo vệ tốt Tô Yên. Bảo vệ vợ là trách nhiệm của người chồng. Bây giờ ngoại trừ an nguy của Tô Yên ra, với Lục Cận Phong mà nói không còn thứ gì quan trọng bằng nữa. Lục Cận Phong nghỉ ngơi ở phòng bệnh 2 tiếng, đang chuẩn bị bảo Vạn Nhất đẩy mình đi qua phòng chăm sóc đặc biệt thăm Tô Yên thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người khác đẩy mở ra. Người tới không ai khác, chính là Tô Vân. Cô ta là nhân lúc người canh gác đi toilet mà tranh thủ chui vào trong này. Tô Vân không nghĩ tới Lục Cận Phong đang tỉnh, tưởng rằng anh đang nghỉ ngơi, nhìn thấy người kia trợn tròn mắt nhìn mình mới cười xấu hổ nói, ngài Lục, nghe nói anh gặp tai nạn phải nhập viện, tôi cố tình hầm canh gà mang tới, anh đỡ hơn chút nào chưa? Canh gà này là Tô Vân mua ở tiệm cơm nhỏ ở cửa bệnh viện, đổi nước canh gà. Cô ta muốn lấy lòng. Chỉ tiếc là hướng về sai đối tượng. Người khác còn có thể thương hoa tiếc ngọc, hoặc là nể tình cô ta là phụ nữ mà nhượng bộ, tế nhị đuổi khéo người đi. Lục Cận Phong lại phóng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Vân, hỏi một câu cô lì đòn không? Chương 534, bảo hộ. Tô Vân thoáng ngây ngốc. Hả? Ánh mắt của Lục Cận Phong sắc lạnh như cơn gió tháng 12 cút. Như này là đủ rõ ràng rồi. Tô Vân. Lúng túng đứng đó không biết làm sao. Ngài Lục à, tôi chỉ là tới thăm anh một chút thôi, không có ý gì khác đâu. Đừng để tôi nói lại lần hai. Giọng điệu của Lục Cận Phong lại lạnh thêm mấy phần. Tô Vân bị nhìn chằm chằm đến cả người sợ hãi. Ngài Lục, anh nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác tôi trở lại thăm anh. Nói xong câu này, Tô Vân để đồ xuống rồi nhanh rời đi.
Advertisement. Tô Vân chạy rất nhanh, ánh mắt của Lục Cận Phong quá đáng sợ, tựa như là muốn giết người vậy. Lúc đi tới nơi không có người nữa, Tô Vân mới vuốt vuốt ngực, đúng thật là quá mức nguy hiểm rồi. Trước đây cô ta nhìn thấy Lục Cận Phong đối xử với Tô Yên cũng rất dịu dàng, cười nói nhẹ nhàng, ánh mắt lúc nhìn Tô Yên cũng luôn ngập tràn một vẻ cương triều. Nhưng Lục Cận Phong vừa nãy thật sự rất đáng sợ nha, cô ta vẫn là đi trước đã, về đợi tin tốt. Chỉ cần cô ta cố gắng sống sót thì những ngày tháng tươi đẹp ở phía sau. Bệnh viện gia đình ở Đế Đô. Bên ngoài phòng cấp cứu, Chu An lo lắng đi tới đi lui. Con trai của anh ta đang cấp cứu ở bên trong. Trình độ chữa bệnh và trang thiết bị của bệnh viện ở thành cổ có hạn, Chu An đã đưa đứa bé tới thẳng bệnh viện lớn ở Đế Đô. Advertisement. Đứa bé vẫn luôn trong tình trạng nguy kịch, bởi vì lúc ở trong bụng mẹ chịu đòn quá nghiêm trọng nên ngũ tạng có bị ảnh hưởng đôi chút. Lúc Tần Nhã Hân mang thai lại cố ý thường xuyên ở trong môi trường hoa cỏ độc hại, đây cũng là lý do khiến đứa bé bị dị dạng, khiếm khuyết. Chu An đã đợi 2 tiếng đồng hồ rồi, đúng lúc này vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người quen. Chu An ngạc nhiên không thôi, đại ca Tần. Người tới tìm Chu An chính là Tần Chấn Lâm. Tần Chấn Lâm vốn dĩ đã không màng tới chuyện thế sự, nhưng bây giờ ông ta lại không thể không can thiệp vào. Chu An, đi theo tôi. Tần Chấn Lâm nói xong cũng đi ra ngoài. Chu An chần chừ đi theo. Ở hành lang sân sau của bệnh viện nơi không có một bóng người. Đại ca Tần, sao ông lại tới đây? Trước đó từ chỗ của Tần Nhã Hân, Chu An đã moi ra được tin tức Tần Chấn Lâm còn sống. Tần Chấn Lâm nhìn Chu An, nói, khoảng thời gian này cậu liên kết với đứa con gái bất hiếu kia của tôi đã quậy không ít chuyện rồi, cậu thật sự nghĩ là tôi không biết gì cả sao? Đại ca Tần, cô cả. Chết rồi, thi thể bây giờ đang để ở đồn cảnh sát. Tần Chấn Lâm tức giận nói, cả đời Tần Chấn Lâm này của tôi, không có đứa con gái như vậy. Trời ơi cô cả, Chu An đau xót, cho dù biết Tần Nhã Hân lành ít dữ nhiều, nhưng lúc chính tai nghe thấy vẫn không thể nào chịu đựng được. Tần Chấn Lâm nói, Chu An, cậu theo tôi nhiều năm như vậy cũng hiểu rất rõ quy định của địa sát. Hôm nay tôi giữ lại một mạng cho cậu, giải tán địa sát, đường ai nấy đi. Chu An sợ khiếp phía, đại ca Tần, nhưng địa sát là do một tay ông sáng lập mà. Tần Chấn Lâm chắp tay ra sau lưng, nhìn về phía xa, nói, lúc trước khi tôi sáng lập địa sát là muốn chứng minh cho mẹ của Yên Yên thấy lựa chọn Tần Chấn Lâm tôi là đúng đắn, đó là xính lễ mà tôi dành tặng cho mẹ của Yên Yên. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành thứ tư bản cho cậu với đứa con gái bất hiếu kia của tôi muốn làm gì thì làm, vậy cũng không cần tồn tại nữa. Đại ca Tần, cô cả cũng là con gái của ông, nhưng thi thể của cô ấy ông lại để ở đồn cảnh sát. Ông là cha ruột của cô ấy, không phải nên báo thù cho cô ấy hay sao? Báo thù ai? Tần Chấn Lâm vừa nghĩ tới chuyện này đã không kìm được lửa giận, Lục Gia Hành đã chết rồi, tất cả những thứ này đều là do mấy người gieo gió gặt bão. Con gái tôi bây giờ vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chưa biết sống chết thế nào, tôi đây thật sự rất hối hận khi đã giao địa sát cho hai người. Chu An á khẩu không trả lời được, Tần Chấn Lâm duỗi tay nói, đưa nhẫn ra đây. Đó là nhẫn tượng trưng cho thân phận ông trùm của địa sát. Tổng cộng có 2 cái, một cái trong tay Tần Nhã Hân, một cái ông ta đã đưa cho Tô Yên rồi. Chu An chần chừ giao nhẫn ra. Tần Chấn Lâm lấy nhẫn xong rồi nói một câu, cậu tự mà lo liệu lấy. Rồi xoay người rời đi. Trong đầu Chu An hiện tại chỉ hy vọng con trai của anh ta có thể sống sót, đây chính là đứa con mà Tần Nhã Hân thay anh ta sinh ra, cũng là đứa con đầu tiên duy nhất của anh ta. Chu An đứng phòng thủ ở bên ngoài phòng cấp cứu hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy bác sĩ từ bên trong trở ra, tiếc nuối nói, người thân của bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, anh vào nhìn đứa bé lần cuối đi. Đối với Chu An mà nói, lời nói của bác sĩ hoàn toàn chính là tiếng sét đánh ngang tai. Con trai của tôi, con trai của tôi. Chu An vọt vào trong phòng cấp cứu, chỉ thấy ở bên trong bác sĩ đang che vải cho đứa bé. Chu An bị đả kích rất lớn, con của anh ta chỉ mới sống được có mấy tiếng đâu chứ. Cứ như vậy mà đã mất rồi ư. Anh ta nhìn chằm chằm đứa bé nằm trên bàn mổ, đôi chân mềm nhũn quỳ rạp trên đất. Các bác sĩ đều lần lượt rời đi. Phòng cấp cứu chỉ còn lại một mình anh ta và đứa bé. Chu An gào khóc nức nở, đau đớn đến tan nát cõi lòng. Con ơi! Đứa con mà anh ta chờ đợi mấy tháng trời, cuối cùng chờ được rồi nhưng lại không sống được bao lâu cả. Chu An vừa quỳ vừa dịch chuyển về phía bàn mổ, ôm đứa bé mà gào khóc vô cùng bi thương.
cuối cùng là phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Phía Tô Yên bên này, Sa Thành Nghị và Thượng Quan Ân đã 3 ngày 3 đêm làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng điều chế ra được thuốc giải virus cho Tô Yên dùng. Ngày nào Tô Yên còn chưa tỉnh là ngày đó Lục Cận Phong vẫn luôn túc trực trong bệnh viện, người cũng càng lúc càng tiều tụy, râu ria xồm xoàm, không còn chút dáng vẻ của một tổng tài bá đạo nữa, hoàn toàn biến thành hình ảnh một ông chú tuổi trung niên. Điều nên làm thì Sa Thành Nghị cũng đã làm xong rồi, hiện tại chỉ có thể xem thử Tô Yên có chịu được hay không. Dù sao máu bầm trong đầu của Tô Yên vẫn chưa tan hết, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì sẽ không thể nào đoán trước được. Vì muốn né tránh An Minh nên tạm thời An Hinh ở lại khách sạn, ban ngày tới thăm Tô Yên. Cô ấy không dám trở về nhà họ An, cũng không liên lạc với An Minh. Cũng không biết An Minh hiện đang nằm trong bệnh viện này, bởi lúc cô ấy và Lý Văn rời đi thì An Minh cũng đã đấu tranh với tử thần suốt cả một đêm. Khi An Hinh biết An Minh gặp tai nạn đã là chuyện của 3 ngày sau. An Hinh tới bệnh viện thăm Tô Yên, lại bất ngờ nhìn thấy An Chí Thanh. Cha! An Hinh vô cùng mừng rỡ chạy tới, từ sau khi bị An Minh nhốt, cô ấy cũng đã không có gặp được với An Chí Thanh. Trong lòng An Hinh cảm thấy rất uất ức, một người không có mẹ như cô ấy từ nhỏ đã được cha thương yêu vô bờ bến, cô ấy muốn tìm tới cha để chút nỗi uất hận và ấm ức của mình. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi, tên khốn An Minh đó nhân lúc cha không có ở nhà đã nhốt con trong nhà ngược đãi con, cha phải đòi lại công bằng cho con. An Hinh nói một hồi rồi khóc. Cả đời này cô ấy chưa từng chịu đựng nỗi uất ức nào lớn như vậy. An Chí Thanh lại không giống với trước đây là an ủi cô ấy, chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn An Hinh, vẻ mặt cũng đầy tức giận, mấy ngày qua con đã đi đâu? Con có biết vì sự tùy hứng của con mà suýt chút nữa An Minh đã chết rồi không? Bây giờ nó vẫn còn đang hôn mê trên giường, đây chính là điều con muốn đúng không? An Hinh, cha nói cho con biết, con đừng có hỏng yêu đương với thằng nhóc nhà họ Lý kia, cha không đồng ý đâu. An Hinh có chút mơ hồ. An Minh suýt đã chết rồi ư. Còn cha lại không có đứng về phía cô ấy giúp đỡ. An Hinh có chút không dám tin, tức giận lớn tiếng, tên khốn kiếp đó vốn dĩ là đáng chết, cũng đáng đời mà, là báo ứng của anh ta. Cha, cha không biết anh ta đã làm gì con đâu, anh ta. Bốp! Một cái tát vang lên cắt ngang lời An Hinh. An Hinh lớn từng này nhưng lại là lần đầu tiên bị đánh. Cô ấy dương đôi mắt không thể tin được nhìn qua phía An Chí Thanh, nước mắt cũng lăn xuống, trong lòng ấm ức đến không chịu được cha, cha đánh con. Vì một đứa con của người khác mà cha lại đánh con. Con mới là con gái ruột của cha mà. Sau khi đánh xong An Chí Thanh cũng cảm thấy hối hận, ông ta nhìn An Hinh mặt đầy nước mắt rồi lại nhìn tay của mình, khóe môi giật giật, cuối cùng lại không biết nói gì. An Hinh tỏ vẻ ghét bỏ, quát cha không phải con ghét cha nuôi sói trong nhà. Tên khốn An Minh kia không biết cảm ơn nhà họ An chúng ta, trong lòng anh ta hận nhà họ An bởi vì cha là hung thủ hại chết cha mẹ của anh ta. Nói xong, An Hinh khóc lóc chạy ra đi. An Chí Thanh nhìn bóng lưng của An Hinh, trong lòng cũng thấy vô cùng khó chịu, cả người thoáng loạng choạng 2 bước. Quản gia kịp thời đỡ lấy An Chí Thanh, nói, ông chủ, ông đừng để bụng mấy lời cô chủ nói, đó chỉ là mấy câu nói lúc tức giận thôi. Trong lòng tôi đã sớm coi Hinh Hinh là con gái ruột rồi. Hai đứa trẻ này, không ngờ sẽ. An Chí Thành hít một hơi sâu, nói, ông cũng nhanh đi xem thử đi, nhất định đừng để cho Hinh Hinh làm chuyện điên rồi, tính tình của đứa nhỏ này bốc đồng lắm. Chương 535, Lục Cận Phong thay lòng rồi. Bên bờ sông gần bệnh viện, An Hinh khóc lóc một cách đau lòng, cô khó có thể chấp nhận khi người cha trước giờ vẫn luôn yêu thương mình lại thiên vị người bắt nạt mình là An Minh. Cô cả. Quản gia đuổi theo qua, ôi. Cô cả, sao cô lại khóc như mèo mướp vậy, mau để chú Tuyền xem nào. Quản gia chú Tuyền chọc cười An Hinh, ông ấy là người nhìn An Hinh lớn lên, trong lòng cũng rất thương yêu cô. Nếu là trước đây An Hinh sẽ bị chọc cười, nhưng lần này cô thật sự quá đau lòng, giận dỗi nói, mèo mướp thì mèo mướp, cha không thương con nữa, An Minh là một tên hư hỏng, nhà họ An không có trốn để con dung thân nữa, sau này con cũng không phải là cô cả của nhà họ An nữa. Sau này chú Tuyền cũng đừng gọi con là cô cả nữa. Ôi, giận thật rồi sao? Chú Tuyền cười ha ha, cô cả, ông chủ xem cô như viên ngọc trong lòng bàn tay mà thương yêu, sao có thể không thương cô nữa được? Cậu cả là vì nghe nói cô đi theo cậu chủ nhà họ Lý rồi, trong lúc gấp rút nên mới xảy ra tai nạn xe, cậu ấy vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, ông chủ cũng là đang trong cơn tức giận mà thôi. Thoát khỏi nguy hiểm, vậy cũng có nghĩa là không có chết, thật là đáng tiếc. An Hinh lau nước mắt.
căm hận nói, anh ta chết rồi thì tốt hơn. Cô cả, cô đừng có nói những lời như vậy, mặc dù bình thường cậu cả hay bất đồng ý kiến với cô, nhưng thực ra cậu ấy vẫn luôn âm thầm quan tâm đến cô. Advertisement. Các người đều bị tên khốn đó gạt rồi, anh ta không phải là con trai của cha, anh ta ở bên cạnh cha là để báo thù, chú Tuyền, bây giờ cha con không tin lời con nữa, chú phải khuyên giải cha con. Chú Tuyền cười nói, cô cả, cô đừng nói đùa nữa, cậu chủ sao có thể không phải là con của ông chủ được. Cảm xúc của An Hinh rất kích động, anh ta không phải, là do chính miệng anh ta nói với con đó. Cô cả, cô đừng tùy hứng nữa. Trên mặt chú Tuyền nở nụ cười. Nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc, ông chủ thương cả cô và cậu cả, có thời gian thì cô đi thăm cậu cả đi, trong lòng cậu ấy luôn nhớ đến cô đấy. Tôi không đi thăm tên khốn đó đâu, cả đời này con cũng không muốn nhìn thấy anh ta. An Hinh tức giận nói, các người không tin lời con thì thôi, sau này con sẽ không về nhà họ An nữa, các người cũng đừng quản con. An Hinh nói xong thì rời đi. Cô không phải là con ngốc, nếu cô thật sự là anh em cùng cha khác mẹ với An Minh. Cho dù An Minh có khốn nạn đến thế nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện đó. Advertisement. Vậy thì chỉ có một khả năng, bọn họ không phải là anh em, An Minh không có nói dối. Còn về việc An Chí Thanh Thiên vì An Minh, không tin lời cô, nhất định là do bị tên khốn An Minh kia lừa gạt rồi. Chỉ là cô nghĩ không thông, chắc chắn An Chí Thanh phải rất rõ ràng việc An Minh có phải là con trai của mình hay không chứ, tại sao An Chí Thanh lại giao công ty cho một người ngoài. Rồi để mặc cho An Minh bắt nạt cô chứ? Cô nhất định phải tìm ra câu trả lời. Trong bệnh viện, Lục Cận Phong lại vừa thăm Tô Yên trong phòng chăm sóc đặc biệt xong đi ra, Tô Yên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngày nào Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng hỏi mười mấy lần, mẹ đã tỉnh lại chưa? Mỗi một lần, đối với Lục Cận Phong đều giống như một cây kim đâm vào trong tim anh. Lệ Uyển cũng ngày đêm trầu trực ở bệnh viện. Hai vợ chồng Lý Mộc Sinh và Lưu Tuyết Lam cũng đến thăm rất nhiều lần. Mỗi ngày Chu Kiệt đều đến một lần, anh ta không đến phòng chăm sóc đặc biệt để thăm, cũng không gặp được Tô Yên, chỉ có thể hỏi thăm bác sĩ về bệnh tình của cô, mỗi ngày đều hỏi. Lục Cận Phong trở về phòng bệnh, một y tá đến đưa thuốc, nhiều chuyện nói một câu, anh Lục, mấy hôm nay có một người đàn ông họ Chu, tự xưng là bạn của chị Lục đến bệnh viện hỏi thăm về bệnh tình của chị Lục. Hàng mày Lục Cận Phong nhíu lại, họ Chu. Là một người ngồi xe lăn. Tôi biết rồi, Lục Cận Phong đoán ra là Chu Kiệt, nói, sau này những gì liên quan đến bệnh tình của vợ tôi đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Vâng, anh Lục. Y tá đưa thuốc xong thì rời đi. Vạn Nhất đúng lúc đến, đại ca, hôm nay có tốt hơn chút nào không? Vạn Nhất cũng mỗi ngày hỏi một câu như vậy. Lục Cận Phong hờ hững đáp một tiếng. Vạn Nhất cũng biết Lục Cận Phong bởi vì chuyện của Tô Yên mà cảm xúc rất thấp. Thở dài một tiếng, nói, đúng rồi, đại ca, thi thể của Tần Nhã Hân đã bị đưa đi rồi, không phải là do đại ca Tần đưa đi, mà là Chu An, còn nữa, địa sát cũng đã giải tán rồi. Trên mặt Lục Cận Phong vẫn không có biểu cảm gì, tôi ngủ một lúc, một lát còn phải qua ở cùng Yên Yên. Bây giờ việc anh phải làm là ăn ngon ngủ ngon nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ở cùng Tô Yên, đợi Tô Yên tỉnh lại. Sau khi cô tỉnh rồi, anh muốn cho cô thấy anh đã khỏi rồi. Nếu không khi nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ của anh, cô lại đỏ mắt khóc lóc. Lục Cận Phong lại bổ sung, đi mua dao cạo râu đến đây. Anh phải sửa soạn lại dung mạo của mình một chút. Vạn Nhất rất bất ngờ, ngẩn người tại chỗ, một lúc lâu cũng không có phản ứng. Hửm, Lục Cận Phong liếc anh ta một cái. Vạn Nhất hoàn hồn, em đi ngay. Đi ra đến cửa, Vạn Nhất lại quay đầu hỏi, đại ca, anh, không sao chứ? Em nghe nói cô em gái trước kia của chị dâu đến bệnh viện xum xoe bợ đỡ anh, bây giờ chị dâu vẫn hôn mê chưa tỉnh, cho dù anh có thay lòng thì cũng không thể tìm một người kém hơn chị dâu 100 lần chứ. Đừng trách Vạn Nhất nghĩ như vậy, Lục Cận Phong đột nhiên chú trọng vẻ ngoài, đương nhiên anh ta phải nghĩ nhiều rồi. Phụ nữ tự làm đẹp cho người mình yêu, đàn ông cũng như vậy. Vạn Nhất vừa dứt lời, anh ta đã cảm nhận được nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, còn có tác dụng hơn là mở điều hòa. Sắc mặt Lục Cận Phong trầm xuống, mắt của ông đây không có bị mù, đầu cũng không bị hỏng. Vạn Nhất giống như thở phào một hơi, vỗ vỗ trước ngực, cười nói, vậy thì em yên tâm rồi. Vạn Nhất chuồn rất nhanh, mua một cây dao cạo râu cho Lục Cận Phong, còn chuẩn bị cả mấy bộ quần áo cho anh thay. Buổi chiều Lâu Doanh đến bệnh viện thăm Tô Yên, thấy Lục Cận Phong đã cạo râu, gội đầu, thay quần áo, cả người thay đổi hẳn,
cũng nói câu giống như vạn nhất, anh rể, chị tôi còn chưa tắt thở, anh đã trưng diện như vậy, bắt đầu trêu hoa dụ bướm rồi à? Lục Cận Phong lạnh lùng nhìn Lâu Doanh một cái, nói ra hai chữ, xứng đôi. Lâu Doanh cảm thấy kỳ lạ, Lục Cận Phong đã trượt xe lăn tự mình đi qua chỗ Tô Yên. Dưới ánh hoàng hôn, nghĩa trang ngoại ô phía đông, Chu An đang đốt giấy trước một bia mộ, hai mắt đỏ bừng. Trên bia mộ có khắc mấy chữ, mộ của vợ và con, do chồng Chu An lập. Trong lòng của Chu An, Tần Nhã Hân chính là vợ của anh ta. Anh ta chôn Tần Nhã Hân và con chung với nhau, cũng là để Tần Nhã Hân có người bầu bạn trên đường xuống suối vàng. Tay Chu An vuốt ve bia mộ, thề thốt nói, anh sẽ không để hai người chết oan uổng vậy đâu. Nói xong, Chu An lấy một con dao ra, không hề do dự mà cắt đi một đầu ngón tay của mình, giơ ngón tay bị cắt đứt lên, lập lời thề trước bia mộ. Lấy ngón tay bị đứt làm chứng. Chu An đốt không ít giấy tiền, một trận gió thổi qua, cho bụi bay lên, anh ta đứng dậy, đội mũ lên, xoay người, đôi mắt sâu thẳm, đè thấp vành mũ, cất bước rời khỏi nghĩa trang. Mà cũng vào buổi tối hôm đó, thi thể của Lục Gia Hành đã bị trộm mất, lúc cảnh sát tìm thấy, thi thể đã bị roi ra đánh đến không còn hình dạng. Người chết rồi còn đánh cả thi thể, mối thù hận này phải sâu đến mức nào? Vạn Nhất và Lãnh Phùng ở bên ngoài uống chút rượu, nói đến chuyện này, mọi người đều tự hiểu đây là do ai làm. Lãnh Phùng lại uống một ngụm rượu mạnh, hỏi, bây giờ cậu ở đâu? Đương nhiên là ở với vợ tôi rồi. Vạn Nhất cũng đã uống không ít, cậu hâm mộ à? Ngủ trên sofa, Lãnh Phùng chọc thủng bằng một câu, Lâu Doanh có thể để cậu vào phòng lên giường, tên tôi sẽ viết ngược lại. Vạn Nhất, sự thật đó là, đừng nói là sofa, đến ghế anh ta cũng không vất được, càng đừng nói đến nửa cái giường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.